cả anh em cũng bị giảm. Lý do giảm vậy là cả hành trình làm YouTube kiếm tiền chỉ có hai món vlog này không giảm, còn anh em là cũng giảm đó à. À, món vlog ơi, vào kiểm tra 360 ngày nha. Món vlog ơi. À, đừng có kiểm tra. À, vào cái video của hai món vlog mà nghe lại đi món vlog ơi. Không phải đâu nghe. Không có YouTube nào từ triều tiền hết. Anh hai lấy tiền của ông YouTube gửi về ngân hàng còn dư mua vàng và mua đất. Đúng rồi. Chính xác. Chính xác. À, trả lời món này nè. À, Ngọc Huy đúng không? Ngọc Huy. À, chào Ngọc Huy nha. À, không có kiểm tiền á, là kiểm tra mỗi video, kiểm tra trên YouTube Studio, kiểm tra vào Amethyst 28 ngày và kiểm tra 365 ngày. Kiểm tra hết 4 bước chưa? Vlog kiểm tra hết 4 bước chưa? Rồi ai mới hỏi? Cho em hỏi chọn danh mục nào khi đăng cái gì? Em hỏi anh hai nên chọn danh mục một công khai nha, chưa bật kiếm tiền là chọn công khai nha. À, cảm ơn nhịp sống châu Âu. Ok. Lâu rồi mới vào live này. Ok. À, gì ta, mình nói gì quên mất tiêu rồi. À, cho công khai nha TT, cho công khai nha. Cảm ơn người chị em xinh xinh đẹp đẹp thu vui. Của anh hai thẳng cánh cò bay rồi, giờ anh hai muốn máy bay. À, máy bay không có chỗ đậu, trồng cà phê hết rồi, khu vực này chỉ có 40 héc thôi, 40 héc nhưng mà 11 hộ gia đình. Chứ không phải 40 héc của hàng món nha. Vậy sai rồi, biết ngay mà. Món vlog nghe hai món nói nè, hai món mới chia sẻ là ông YouTube không có trừ tiền cho bất cứ ai và tại vì các bạn không có biết kiểm tra. Các bạn vào YouTube Studio, vào cái Amethyst đó, kiểm tra 365 ngày. Hiện giờ trên kênh hai món vlog mở ở YouTube Studio chỉ có 25 đô thôi. Mày mở ở trong Amethyst 2.000 mấy trăm đô. Ghê không? Mà trừ hết 2.000 đô. Ghê gì vậy? Nó giỡn thôi, các bạn vô trong Amethyst nha. À, nên hai món nó nói các bạn rồi, cỡ cả Trần Sĩ Tâm cũng nói không có ông YouTube nào đi trừ tiền cho các bạn hết cả, nên là các bạn đừng có nghĩ là bị trừ do các bạn không biết. Thứ nhất, thứ hai, các bạn không hỏi, các bạn không tìm hiểu. Vô trong bữa nào, ủa chỗ bữa xem rồi mà nhịp sống cho không, chỗ bữa em gái xem bữa trong cái ấy đây, trong cái Amethyst đó mà. Ừ. Ok. À, nhảy nhanh hơn luôn ha, bao nhiêu anh em mà nhảy nhanh dưới đây, 25 hả, 25 mà có 19 like ta, mà 15, 19 like hồi nãy mình hết 7 like còn 12 like à, 25 anh em mà được 12 like, chưa tới 50%. Nãy lên là hai món tặng ra hết 7 cái like. Tại vì hai món chín kênh mà, hai món chín kênh, 22 like đúng rồi, 22 like là được mới có 15 like thôi. Ok. Rồi anh em có câu hỏi gì không ạ? À, bây giờ câu hỏi của mớm nha, là bốn bước kiểm tra tiền nhớ nha. Một là tiền trên mỗi video, hai là tiền trên YouTube Studio, ba là tiền trong Amethyst 24/8 ngày, bốn là 365 ngày. Ok, bốn bước kiểm tra tiền, bốn bước. Còn bước cuối cùng, món biết bước cuối cùng là bước gì không? Đó là trong Google AdSense, là trong GA,
anh lại trả lời công khai là sao? Em bật kiếm tiền chưa? Thì công khai mà. À, 5 bước là bước thứ 5 là trong Google AdSense nha. À, hai món vlog anh chị em này cho biết hai món vlog thì livestream thứ ba thứ bảy nha. Tóc dài quá nên là phải đợi nó. Với lại tại nãy TT hỏi là đang chọn mục nào thì chọn công khai. Cảm ơn Peter Việt Nam Channel. Cắt tiền mới bật kiếm tiền mới vô không công khai chờ 20 phút duyệt quảng cáo nha. Người đẹp hai món vlog giờ mới xuất hiện. À nãy giờ đi trả nợ. Kiểm tra trên điện thoại á là vào trong cái YouTube Studio. Vô trong đó chưa tới cái video nó có mục xem thêm trên cái tổng quan của YouTube Studio bằng điện thoại. Bấm vào xem thêm nó sẽ để 28 ngày, bấm vào doanh thu nó có để 28 ngày, chọn vô 28 ngày và chọn vô toàn thời gian nè. Ok rồi, mai gọi cho anh hai, anh hai chỉ cho em gái nhịp sống cho ông nha. Ok mai em gọi. Ok rồi, anh em chào hỏi nhau, cảm ơn Viền Bình Bông. À vậy cũng cũng được 30 anh em chứ ha. Mình tưởng mình lên trễ, lát livestream xong mà bắt gà, mai ăn thịt, hết tiền đi chợ rồi đi xuống gỡ cá lóc, mai nấu cháo hấp bầu, rồi đi câu cá chấm, nấu cải, nấu măng ngọt, vân vân, đồ ăn trong vườn không à, mới hái được ăn mấy cái trái cây đu đủ bơ ít nhè, nó không có tốn tiền, chỉ tốn tiền gạo thôi. Nên ráng làm YouTube để kiếm tiền gửi ngân hàng mà dư sắn vàng, còn dư nữa mua đất. Sắn vàng thì 100.000 sắn được, gửi ngân hàng thì 100.000 gửi được, mở thẻ được. Cảm ơn Ngọc Huy nha. Bữa nào anh chị em thứ năm là các bạn đặt câu hỏi, hai món trả lời với lời giao lưu. Còn chủ nhật là hai món xem kênh nha. Giống như là Ngọc Huy nè, cô Ao nè, với lại Hello Kali nè, ba bạn đó mình sẽ xem kênh cho ba bạn nha. Bên Ngọc Huy thì mình sẽ xem kênh là từ đầu đến đuôi. Món ngon không á người chị em thưa vui. Vừa rồi chặt hai buồng chuối. Ăn ăn chuối để từ chín với ướp rồi nè, còn còn trưng bày không có hũ chuối nè, rồi bơ hái rổ, rồi mấy đấy đu đủ, rồi bí, bí ngon lắm ở nhà đó người chị em thu vui. Dạo này YouTube gửi thông báo livestream có phòng điều kiện mà em không hiểu à, rồi là phòng điều kiện gì? Gửi livestream phòng điều kiện gì món ơi? Hai món vlog và nhịp sống châu Âu thú vui xinh đẹp mua xích kinh đì. Nhịp sống cho hai món vlog chào ba người đẹp thú vui, em gái nhịp sống, em gái mua xích kinh đì về cái nói với cái gì món ơi, sao hai món không nhận? Cảm ơn cảnh cuộc sống khiếm thị. Phòng điều khiển gì đó anh? Phòng điều khiển sao không thấy? Sao hai món không thấy? Cảm ơn anh Hiếu. Sao không hai món không thấy? Cảm ơn người anh em Trung và Lê Cù. Cảm ơn cảnh. Rồi, anh em chào hỏi nhau, anh em có hỏi câu gì nữa không ạ? À? Còn hỏi câu gì? Ủa, cái gì mà gọi là cái bức màn phong à? Cái phong livestream á à? Có nghĩa là lúc trước á là khi mà hai món livestream là 15 màu,
Màu xanh, màu đỏ, màu vàng phải thay đổi, nếu không thay đổi là bị trùng lắp. Ok, nhịp sống cho xem kênh hả? Xem cho em hát hả? Mới nay không có live stream nhịp sống cho cái gì? Relip, rồi nấu ăn. Cái kênh mới này mà xem mấy lần? 15 màu. Rồi bây giờ ổng thay đổi thuật toán là chỉ cho một màu duy nhất. Cũng không bị cái vi phạm chính sách YouTube, đó là món mà có nghĩa là live stream mình ngồi một chỗ live stream được, miễn sao mình thay cái áo màu đỏ, màu xanh, màu vàng nha món. Còn lúc trước hai món mà live stream mà để luôn màu xanh video nào cũng vậy á, là bị trùng lắp cái phông nền, trùng lắp cái phông nền món ơi. Có món còn đau không ạ? Cảm ơn Mô Tầm Tu Bông. Anh chị em này, tất cả anh chị em thường ủng hộ em món nè. Cảm ơn Mô Tầm Tu Bông. Anh coi kênh của em có được không? Chủ nhật nha. Ù sáng nuôi dê không có đăng ký kênh hai món và lóc là sao? Tối thứ thứ ba với thứ bảy không thấy ồi sáng nuôi dê, cái kênh đó là không không ghé cái kênh đó học hỏi, cái kênh đó là kênh học hỏi á, còn kênh này là sau này là nông dân có hai món. Tối thứ ba với tối thứ bảy là các bạn học hỏi cái kênh đó đó, còn kênh này là xem kênh tư vấn trả lời câu hỏi. Mà buổi tối thứ ba với lại tối thứ bảy thì ít thấy lắm, nên hẹn anh chị em nha. Giống như ù sáng nuôi dê nè, cảnh cuộc sống khiếm thị nè, Ngọc Huy nè, Mô Tàu Tu Bông nè, tối 7 giờ 10 thứ ba thứ bảy nha. Em có biết gì đâu anh, là sao mình có hai kênh á, vô kênh úp và còn có trong kênh vlog á, tối 7 giờ 10 trên kênh nó học hỏi. Cảm ơn Mộng Tuyền, cảm ơn Văn Anh, Văn Toàn Phan, cái kênh đó vô học hỏi để phát triển không chịu. Vừa rồi mình chia sẻ là cái chủ đề kênh để kiếm tiền theo năm, xong vừa rồi là mỗi video mình sẽ sanh tiền cho kênh, rồi thứ bảy này là các bạn lo tìm sức, tìm view hay là lo kiếm tiền, rồi xong mà tiếp theo video sau nữa là vì sao view các bạn nhiều mà tiền ít, vì sao những video ít view mà nhiều tiền, rồi tiếp tục nữa sau này là vì sao mà các bạn bỏ cuộc, lý do các bạn bỏ cuộc ở thời điểm nào, thời điểm nào các bạn bỏ cuộc nhiều nhất, đúng không? Cảm ơn Mộng Tiền à, cảm ơn tất cả anh chị em nha. Nên hai món thấy cái kênh hai món vlog các bạn ít vào lắm, nhiều bạn ít vào lắm. Trong cái kênh hai món offer này, trên trang chủ của hai món offer là có hai món vlog á, anh chị em nào chưa biết thì ấy nha. Live stream gần cả 2 năm nay trên kênh hai món vlog và ù sáng nuôi dê rồi chứ không phải mới đây đâu. Cảm ơn Hiro Hito là Thanh Nguyễn Nhật Bản. Ok, cảm ơn Thanh Nguyễn Nhật Bản nha. Cảm ơn Trần em chị. Cái đó lâu rồi thì đúng rồi TT. Bạn buổi sáng nuôi dê nói là mấy nay không biết, 2 năm nay rồi. Lên stream 2 năm chứ mới đây đâu. Tại vì bạn ấy chưa đăng ký kênh đó đó. Bạn ấy đăng ký kênh này không, mà kênh này chỉ xem kênh rồi thôi. Kênh đó mới là kênh học hỏi các bạn vào để mà phát triển. Cảm ơn người chị em gì Thanh Nguyễn Nhật Bản. Thường anh báo like trước mấy tiếng? Trước báo like khoảng chừng 10 phút thôi má ơi. Nếu mà để mấy tiếng là điện thoại hết pin đó nha, đâu có ẩn được đâu. Like điện thoại mà, hai món đâu có điều kiện nào là máy tính là điện thoại. Anh chị em nghe rõ không ạ?
nói chuyện cái kia thì nói vừa vừa, nói chuyện này đáng nói anh có mấy kênh em đăng ký hết rồi, ở ba kênh, hai món vlog, hai món official và hai món YouTube, còn lại là hai món TV, hai món channel, hai món Đà Lạt, hai món Nha Trang là full cho các bạn. Cảm ơn VG Vlog ạ. Quang miền Tây mai 8 giờ rưỡi. À, mà mấy thấy anh sang thăm nhà em đâu? À, thì anh cứ ở ngoài vườn không, anh đâu rảnh qua nhà hàng xóm được, anh ít qua lắm, các bạn qua mình để nợ lại nha. TT à, các bạn á đi qua rảnh qua nhà hai món để comment lại, hai món sẽ treo gọi qua trả các bạn. Còn các bạn ngồi đó mà các bạn chờ hai món để qua xem cho các bạn, hai món đã dành thời gian chia sẻ với các bạn, hai món để xem kênh các bạn, rồi các bạn phải ngồi đó giống như chờ sung rụng, hoặc chờ hai món đưa qua xem kênh cho các bạn nữa. Các bạn phải để lại cái bình luận, để lại cái comment, để lại trong kênh của hai món vlog thì hai món sẽ qua trả lại. Và hai món hôm nào hai món sẽ ra một cái bốn cái video hậu trường. Hai món làm không phải là làm một mình mà có vợ hai món làm, nên hai món cũng đi trả nợ các bạn, vợ hai món cũng trả nợ, cũng tiếng chuông. Nên các bạn nếu mà không có muốn thiệt thòi thì các bạn phải nghĩ cho người khác trước, là khi các bạn trước up video công chiếu các bạn phải đi xem video cho người khác ha. Nên các bạn cố gắng trước khi đăng video các bạn đi xem ba bốn chục video, sau khi up video lên anh chị em quay thêm ba bốn chục video nữa để lại bình luận, người ta mới trả cho các bạn nha. Giống như TT bây giờ mà muốn qua xem kênh anh phải thoát hết kênh ra, anh phải vô trong máy vi tính, anh phải gõ TT cái gì đó, TT phải vô kênh của em đúng không? Nên các bạn đâu có để lại cái comment, nên các bạn mà không để lại comment là các bạn bị thiệt thòi á. Cỡ cả một hạ tầng YouTube này luôn, người ta trả cho các bạn là trả bằng cái bình luận. Cảm ơn cây đẹp cao nguyên, cảm ơn West Rodri. Và bây giờ ví dụ nè, bây giờ các bạn nha, giống như TT, như các bạn nhà West Rodri nè cũng lên buổi livestream suốt nhưng cũng để bình luận. Các bạn để lại bình luận mình mới qua, giống như cây đẹp cao nguyên cũng lên livestream. Có nghĩa là các bạn lên livestream hoặc lên công chiếu mà các bạn không để lại bình luận, người khác không khó để mà trả nợ các bạn. Bởi vì người ta không có rảnh, người ta cầm cái máy ra kênh YouTube để gõ tên các bạn, nhiều lúc tìm kênh của các bạn không ra luôn. Các bạn nên nhớ chỗ đó. Nhiều lúc tìm kênh các bạn bị chồng lớn hoặc bị cái kênh khác nó đè luôn. Nên điều mà các bạn cần quan tâm là phải đi xem video cho người khác và để lại cái comment, để lại cái bình luận. Đấy nha. Hai món ớt và cồn này còn đông hơn hai món vlog luôn đây. Bài mừng mấy bạn luôn. Cảm ơn Út Thắm ạ. Hai món ớt và cồn đông hơn hai món vlog luôn á. Cảm ơn Vix rất về nha. Cảm ơn rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả anh chị em. Cảm ơn Thiên Hào. Cảm ơn Huy Dê. Cảm ơn Tammy Thái Vlog. Đúng rồi, bạn Tammy Thái nói nè, bạn chia sẻ đúng, có qua và có lại, đúng rồi. Khi các bạn mày để bình luận á, người khác chắc chắn sẽ trả lời cho các bạn. Chừng nào mà các bạn để lại bình luận mà người ta không trả lời các bạn từ 2 đến 3 video, các bạn xóa đăng ký người đó đi. Tại vì họ không có trả các bạn thì xóa đi, hủy đăng ký lại đi, đúng không? Còn khi mà để lại comment thì chắc chắn họ sẽ trả, bảo đảm luôn. Hai món tin điều đó. Và hai món đang hai người làm trên một kênh, hai món vlog vẫn trả các bạn đầy đủ. Các bạn cảm ơn Út Thẩm ạ. À.
Hai món vlog nói chuyện với người chị em thu vui nha, cảm ơn Mimi TV. Cái hai món vlog này lại mới mới nhiều. Món vlog em để ý kênh trên 1 năm dễ được YouTube cho đề xuất, anh có thấy vậy không? Chính xác, đúng rồi món ơi, đúng các bạn. Vì sao ông YouTube ông cho các bạn 12 tháng để có cái sự sự kết nối trên hàng tầng trần dựng hạ tầng làm YouTube được cái độ kết của cái gọi là cái gì ta, độ kết của cái từ khóa để mà anh chị em được YouTube đề xuất. Các bạn thấy ngẫu nhiên mà ông YouTube cho 12 tháng không, các bạn tin không? Ok, kênh của em hơn 1 năm rồi không bị trừ. Không bị trừ là tốt nha nha Huy Dê. Cứ làm đây rồi tính tiếp. Các bạn làm một kênh YouTube thì nha giống như một đứa con của mình, các bạn thấy không? Khi 1 năm sau đứa con của mình là làm thôi nôi được 2 3 tháng đúng không, thì mình làm YouTube bắt đầu mở kênh, cảm ơn Danh Phong, bắt đầu mở kênh làm đến khi 12 tháng thì kênh của các bạn mới có độ kết, mới có hình thành được một cái kênh. Sau 12 tháng mới hình thành được một cái kênh tốt. Nên bây giờ các bạn làm mới 2 3 tháng nó sao không có tiền, sao ít sub, sao ít view. Quan trọng các bạn có chịu làm không? TT giận là sao ạ? Nói nãy giờ xong giận trốn luôn rồi ta TT. Hay là buồn quá lấy 2 lon rồi uống không? Chắc nãy giờ nói mới giận à. Đúng á Huy ghê. TT còn đó mà, hay là buồn hỏi một câu ấy, trả lời một câu ấy, xuống like luôn rồi. Em cũng không có tiền vì em không chịu ra video. Đúng rồi, không ra video làm gì có tiền đúng không? Mình muốn ăn trái. Tưởng giận rồi chứ không, giận không, hay là nãy giờ được khui 2 lon bia, uống gần hết lon rưỡi, đừng uống tí quyền tôi nghe. Ok, nó giỡn thôi, giận gì xinh xinh đẹp đẹp cái giận gì ha. Tê tê ha, uống 2 lon rồi nha. Em nói chơi tại anh ghi má. Không phải, trên livestream á, một câu hỏi của một bạn nó sẽ giống như câu hỏi của 33 bạn, và một câu lời trả lời của hai món cho mình TT cũng trả lời cho 33 bạn khác. Ok không? Ok không? Ngày trước em gắn làm 8 phút để chèn 3 quảng cáo nhưng gì không giữ chân tới 3 phút. Giờ chắc em edit dưới 3 phút để hy vọng YouTube đề xuất. Cũng được, cái chiêu đó cũng được. Chị Hai nói là khi nào về Việt Nam, về nhà anh chị ở Đà Lạt chơi, em gái với em nhịp sống châu Âu. Chị Hai nói với nhịp sống châu Âu à. Nhịp sống châu Âu rồi. Thì gì? Ui sáng nuôi dê, anh vui quá. Anh Hai vui gì? Không hiểu gì luôn. Dạ chị yêu em món vlog ok. Rồi anh chị em nói chuyện với nhau, chào hỏi nhau nha. Còn with Rodri. Đồng hơn vlog nhiều luôn. Chèn ơi. 34 bạn. Ủa 34 bạn hay 34 like? 34 like. 34 sơn móng á. Quá nhiều luôn. Vlog mà mạng yếu đây, vlog xuống chỉ có mấy like à, 20 mấy like à, đông vui luôn đúng á. Nãy giờ 31 34 like. Anh Hai cầm cây đàn đàn biết đánh đàn chứ mà biết đánh nhạc nha. Anh chị em hỏi đi, cái chỗ này chọc lắm. Chỗ
này chặt lắm, kè cổ đi anh hai à. Kè cổ hả? Ai mà hát chay, bữa nào à, bữa nào lên live hát kè cổ cho ba bài nghe, cho anh chị em bỏ chạy luôn. Hai món vlog hát, hai món vlog số đàn em hát bài anh Hà Thiên Hảo cover. À, đánh một bài nghe rồi đánh nó không trùng cái bài nhạc của người khác, nó bắt bản quyền á. Em chưa hiểu về YouTube lắm anh hai, chưa hiểu thì lên kênh hai món vlog live stream 7:10 tối thứ ba với thứ bảy, lên đó học hỏi nha. Hồi sáng nuôi dê, các bạn chưa hiểu mà các bạn không học, các bạn chưa hiểu mà các bạn không tìm hiểu. Với lại trong cái kênh đó là để gần 2 năm nay để chia sẻ hết tất tật luôn rồi đó, nên đã nghe lại rồi cái chuyện, nghĩa là xem video lại, với lại có mặt những cái buổi live để học hỏi nha. Đánh bài đập vỡ cái đàn à, bài này được à, hai món vlog mượn cái búa đập vỡ cái đàn. Hai món vlog cho mượn cái búa đập vỡ cái đàn. Chào anh Phùng 77, chào mời chị em Phương à. Đập vỡ cái đàn là người búa à, người anh em trong vlog. Đây là ấy mà, đây là chủ đề, là gọi là bạn hỏi tôi trả lời, đâu phải chủ đề đánh đàn đâu ha. Ai ở ngồi cười mất hay à, vợ có hai món là hai món vlog á, còn hai món đang là hai món popcorn à. Kha kha chị hai cho anh hai mượn cái búa. Nè nhiều sống cho ơi nè, búa nè. Lấy cái búa đập cái đàn. Đặt Trung cảm ơn Trung đập vỡ cái đàn nha, đập vỡ cái đàn là về con gái xử tội luôn á. Đàn là của con gái, còn trống là của con trai, còn ba này chỉ có đập thôi. Đập vỡ cái đàn là khỏi bị bản quyền, chính xác luôn. Đừng đừng anh hai. Tì trên à. À, cảm ơn chị em. Chú hai cha con hỏi với, đang xem live tí để bình luận ở đâu để chủ kênh biết, xuống like mới có bình luận ở video nghe. Sau khi xuống like duyệt khoảng 5 đến 10 phút, 5 đến 10 phút rồi mình trở lại cái video đó, mình để lại cái comment, mình cũng như mình xem mình học hỏi được cái gì ấy, nhưng mà đừng để bị spam nha anh hai. Trung mình lớp mua à, đặt đi để Trung đi mua cây khác. Trung vừa lắp rồi, vui vui thì cái Trung bình là cool thì vui thì. Cảm ơn anh Hiến nha, cảm ơn anh Hiến nè, cảm ơn Út Thẩm nè. Đồng thì cái chớp 35 bạn, cái chút xíu à, mới có mấy chục phút à. À còn thấy xử lý video lâu lắm, tùy thôi. Video mà có độ kết, video có hai món vlog xử lý được 30 giây, Optical này xử lý mấy phút á. Cái độ kết là gì biết không các bạn, biết không Ngọc Huy? Độ kết có sự tương tác thật ở trên kênh đó, video đó của chủ kênh đó, có nghĩa là trên livestream hoặc trên công chiếu nha, độ kết. Còn ít người, người ta xem ít lắm. Cảm ơn người chị em xinh xinh đẹp đẹp Hằng Lê USA, gọi là USA. Dạ không cần mua đâu, em có ba cái đàn rồi. Wow vậy hả? Cảm ơn Mary Nguyệt. Kênh của Út Thẩm Vlog mình tìm không thấy. Đấy, thấy chưa? Út Thẩm ơi, kênh không thấy kìa.
Tí con xem chú kết bài. Không xem bữa nào rảnh rảnh thì anh em full với nhau Ngọc Huy ơi. Bữa nào hai món sẽ full cho Ngọc Huy, Ngọc Huy full hai món được rồi. Hôm nào anh làm donate đi, có ai hảo tâm gửi ít uống cà phê. Donate là gì món ơi? Donate là gì? Ở trong cái gì đó, trong hai món vlog rồi có super chat, còn trong Oracle này chưa. Hôm nào anh làm donate đi, ai hảo tâm gửi anh ít uống cà phê. Donate là gì ta? Donate là gì chưa hiểu. Món ơi, cảm ơn hai cô cháu. Huy, Ngọc Huy nè, hai cô cháu nè, với lại hello Kelly, với một số anh em chủ nhật nha. Ngày chủ nhật với tối chủ nhật sẽ xem kênh cho các bạn. Bây giờ hỏi trả lời, mình sẽ chọn ra chủ đề. Mình full không còn bình luận được. Khỏi còn. Giống như người xem bình thường ta đâu có bình luận đâu. TGN full nha. Full là khỏi bình luận nhân TGN. Anh tìm hiểu đi, kênh lớn người ta có hết đó, quy đi như kênh dưa leo. Hai món đâu còn, hai món có để hai tài số tài khoản trong ngân hàng ở trong mô tả á. Cái đó bấm điện thoại là dễ nên nhanh luôn ấy. Món vlog rồi, cái VD á, cái donate á là cho là mất hết 45% á nha. Thí dụ 10 đô thì mất hết 4 đô rưỡi, thí dụ 100 ngàn mất hết 45 ngàn. Món vlog rồi, thí dụ món vlog tặng cho hai món là 2 đô thì hai món được có 1 đô 1 thôi, còn ông YouTube hưởng hết 90 cent nha. Giới thiệu cháu bắp vào với chú hai ơi. Là giới thiệu gì? Cậu cháu nhà bắp chào cả nhà các bạn ha. Là có số tài khoản không, em gửi ít cho anh chia sẻ hữu ích cho mọi người. Rồi gửi tài khoản chuyển chục 20 triệu vậy ấy. Thôi cảm ơn tấm lòng của món nha, không có nhận đâu. Gọi là mình phải có cái trả lễ ngược lại, mình bận rộn mà nó không có trả lễ nhiều lắm đâu. Cảm ơn tấm lòng món và lót là được rồi, cảm ơn tấm lòng nha. Bắp cái số tài khoản không mô tả. Thôi nhận cái tấm lòng thôi nha, gửi không đi rút lắm. Cảm ơn người anh em Long Phi. Đừng gửi nha, gửi kỳ lắm á. Gửi chẳng là gửi 20 triệu, 30 triệu còn làm được việc. Nó giỡn, nó nhận tấm lòng được rồi. Mai đi nghiệp, mình bọc kiếm tiền rồi, mình trực tiếp kiếm 10 đồng được không? Chủ nhà là gì? Mình trực tiếp kiếm 10 đồng. Có nghĩa là trực tiếp xong người ta cho 10 đô á hả? Được, phải mở super chat lên. Đó là cái thứ nhất. Khi người ta cho 10 đô, mình được có 5 đô rưỡi thôi. Đó là cái thứ hai. Nhận đi anh hai, mua máy bay tưới cà nãy thu vui mua bay, bữa nay giờ em gái nhập sống cho ông mua bay nữa hả? Được nhan Mary Nguyệt, nhưng phải mở super chat lên, trong một kiếm tiền có super chat mở lên
ghi số điện thoại, ghi đầy đủ thông tin. Cảm ơn người em Long Phi nha. Thứ hai, người khác cho mình 10 đô nha, thì mình được 5 đô rưỡi thôi. Gợi ý mọi người nè, em mọi người ở quê sắp có các màn thí vàng ấy, mọi người quay sẽ nhiều người xem à, màn thí vàng vậy ha. Ok, anh chị em nói chuyện nha, còn gì nữa không à? Có ai hỏi thì nói nha, được không à? Ai mới hỏi á, được không à? Bạn nào mới hỏi 10 đô gì á, quên rồi. Mai Đương Nghiệp, Mai Đương Nghiệp trả lời, Mai Đương Nghiệp ơi. Rồi, ý mình là kiếm 10 đô để xác minh danh tính. Thì 10 đô mà ra video là thứ nhất live stream, thứ hai công chiếu, thứ ba là úp nguội thì có video, thì 10 đô thì được xác minh là đúng rồi. Còn ý nó là 10 đô mà mình còn nhanh mình nhờ người khác tặng á, thì nó như vậy. Được, live stream đi. Nhưng live stream phải mở quảng cáo lên. Thì live stream thứ hai nó phải có nội dung. Mà nếu live stream không có nội dung, nó xuống nó bị vàng tiền thì không có bao nhiêu tiền đâu nha. Ok, live stream cũng bị vàng tiền nha. Anh hai nhận đi, cho em mua máy bay đi bạn bầu. Cảm ơn Hằng Lê USA. Đi máy bay chạy qua Mỹ chở Hằng Lê về Việt Nam chơi nha. Thiên Hang Over Việt Nam không giờ tiễn được hả anh? Là gì? Là gì? Thiên Hang Over ơi, hỏi lại nha. Các bạn hỏi không hết ý khó trả lời vậy. Hỏi hết ý nha. Cảm ơn 36 bạn có mặt buổi tối hôm nay. Tiếp tục, anh em chưa like like khích lệ, anh em chưa xương móng ủng hộ đồng hơn hai món vừa lóc luôn. Khai khai ai cũng muốn anh hai mua máy bay, đúng rồi, trước xong mua máy bay quá mà chỗ đầu đậu ta. 40 hectare trồng cà phê hết mất tiêu rồi. Rồi quen miền Tây nhớ nha, mai làm ra đây, gọi cho bên Net đây, nói là nhu cầu của em đã bật kiếm tiền rồi, anh chị vào xem kênh của em, xong hết xem kênh thì họ sẽ ký hợp đồng. 100 đô móc hết 30 đô ngang quen miền Tây nha. Việt Nam gửi tiền cho được khuyên anh, Việt Nam gửi tiền mẹ ta. Anh hai hỏi hỏi Long Phi ơi, anh cái gì, Việt Nam gửi tiền cho được khuyên anh là gì? Bây giờ Việt Kiều về không ai dám đón đâu anh hai ơi, tại người ta sợ lắm. Ok rồi, ù sáng lâu dê vô kênh hai món vlog lóc về, vô đó học hỏi nha, vô những cái video mới vừa rồi nhiều lắm, vô đó mà học. Vô đó mà tìm hiểu nha. Hai món vlog nói là thu vui yêu ơi, cuối năm vô nhà vợ chồng hai món cho biết nhà, hai vợ chồng có tích liều tranh, hai trái tim già. Ủa sáng nuôi dê. Ok, Ngọc Huy qua kênh của hai món vlog nha, để tối thứ ba với tối thứ bảy để qua học hỏi thêm nha. Cái kênh này giờ chỉ có hỏi trả lời, xem kênh tư vấn rồi những cái chủ đề thì bên kênh đó là kênh chủ đề, còn kênh này là kênh giao lưu. Nhất anh chị hai món vlog. Ok, em gái nhịp sống cho khen chị hai đúng không? Vậy lúc xuống live mới đặt quảng cáo hả, tại nó còn đang xử lý. Đúng rồi,
Nhưng mà khi like á, là bật quảng cáo lên xong rồi đi xuống like á, là chờ nó xử lý xong, xử lý xong là vô đặt quảng cáo tự động. Chứ trên buổi live là chưa có quảng cáo nha, quảng cáo trên buổi live thôi, còn quảng cáo chấm vàng là chưa có. Sau khi xuống live thì sẽ đặt quảng cáo tự động, nếu nó đặt thì tốt, nếu nó không đặt cho vào mục không công khai, đợi 2 đến 30 phút nó cho đặt tự động, đặt rồi cho ra không công khai nghe. Cảm ơn người chị em Thu Vui đang đợi nhịp sống cho về tụ tập đông cho vui ha. Ok, cả nhà mình thu xếp thời gian đi Đà Lạt vào nhà anh hai quậy một bữa à, trung trung Pleiku. Ok rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã like khích lệ, 38 anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Có ai hỏi nữa không à? À, anh chị em thì chúng mà chị em Thu Vui nè, em gái Nhịp Sống Châu Âu, 24 Vlog và cứ 8 đi. 8 cái này nó khỏe hơn là 8 trên cái tin cái gì đó, trên cái điện thoại Zalo cho nó cực. Zalo, Facebook chị cho cực đó, bên buổi live nè, 8 đi. Hello Kelly, chủ nhật kiểm tra kênh nha, coi thử em bé nó thấy kênh em bé thế sao. Chào Bắp chúng hai rồi, hỏi Bắp ơi. Cảm ơn đường phố Sài Gòn, anh hai nay đội nón mang kính à, cảm ơn nha. Tại vì kênh này kênh đội nón, kênh màu xanh, còn kênh kia là kênh cà rawat màu đỏ. À, chú hai giới thiệu kênh nắp bắp vào nét à? Số điện thoại bắp ơi, ghi số điện thoại. Rồi xong mà 8:30 bắp gọi vào nét. Nét sẽ cử cho bên nhân viên sẽ liên hệ với nét. Mỗi nhân viên nó quản lý được mấy kênh á. Bắp lấy viết ghi vô bắp ơi. Lấy số điện thoại là bắp ơi. 25 24 3840 lấy viết số điện thoại bác ơi. Điện thoại gọi cho bên Net Mutup á. Cảm ơn đường phố Sài Gòn nghe. Chú hai giới thiệu gọi điện thoại nó bên nó tự giải quyết à. Đợi hai trả lời. Ủa Long Phi hỏi gì ta? Xin lỗi Long Phi hỏi lại giùm Long Phi ơi. Phi hỏi gì ta? Mấy chị em nói chuyện đó nha, mình bỏ qua mấy comment anh chị em nha. Hai chai rượu Hello Kelly. Chèo mình xin xuống. Ok, cảm ơn Môi Trần Tu Bon nha. Ok, anh chị em nói chuyện mình đọc mấy mấy cái câu hỏi đó nha. Trên YouTube có những điểm cấm như trẻ con và giết động vật, video bị. Đúng rồi, có. Vô cái chính sách YouTube mà học nhan móm ơi. Trong cái tổng quan nó có chính sách YouTube á. Trước khi bật kiếm tiền các bạn cũng làm cái đó, mà các bạn không làm thì là do các bạn dở thôi. Có hết nha. Súng đạn thuốc nổ có hết đó nha, có nha món món mời cắm hết nha. 028 bắt video nè, anh chị em nói chuyện đi nha. Không hai tám ba tám bốn không 028 3840 6009 3840 9. Này cái hợp đồng nè. Hợp đồng mới tức. 028 3
8406009. Ồ, cảm ơn à. À nhiều lắm, 028. Đúng rồi. Rồi đúng rồi bác ơi. À mai khoảng 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi 9 giờ bác gọi lên nói bên là mơ túp nha. À nét mơ túp nha. Quen miền Tây còn đó không ạ? Nét mơ túp. Nét mơ mà tức nha. Đấy, mai gọi là nét ba tết nói là em bên YouTube em bật kiếm tiền bây giờ em làm content 100% thì em muốn vào nét mới tết nha, quen bàn tay nha. Anh nói đại khái hòa ý cho mọi người biết chính sách đi, có người họ không xem hết ấy. À, cái đó nói ở trên hai món vlog, món vlog rồi hai trò hai món vlog nói gần 250 video về chính sách YouTube rồi đó, hai món vlog á. Bây giờ mình nói là trên nửa tiếng á, tại vì mỗi video một chính sách mình nói nửa tiếng, 10 chính sách mình nói 10 video, mà bây giờ mình nói hết mấy đó là mấy đó, tháng đầu gửi về bên Kiều Hối không nhận được vì sai tên, vậy có mất không ai? Tháng đầu gửi về bên Kiều Hối không nhận được vì sai tên, vậy có mất không ai? Mình phải xác định bây giờ tiền nó nằm ở đâu, tiền nó nằm ở đâu. Thứ hai, tiền nó có quay lại YouTube hay là nó đã gửi đi rồi, mình phải xác định. Có thể mất và có thể không. Có thể mất là số tiền đó, cái vị trí sai tên á, nó sẽ không trả lại cho cái nơi gửi, nó không có hồi phản hồi lại. Còn cái thứ hai thì ông YouTube ông sẽ nhận lại cái phản hồi đó từ cái Kiều Hối đó mà đã sai tên. Cái này nó phức tạp lắm nha Long Phi ơi. À, cái đó là nó phải nằm ở trong cái vị trí mà cái sai tên đó, cái vị trí xe tên đó nó không nhận trong vòng thời gian bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng nó sẽ quay nơi về nơi cũ nha. À, anh ơi kênh em có con nít vui chơi có bị gì không? Nếu mà không bị gì thì hãy chọn cái video đó là dành cho trẻ em nha, còn để dành cho người lớn á là có bị nha. Video không cần xóa, video nếu có trẻ em không cần xóa, hãy chọn mục dành cho trẻ em của video đó là ok, nó vẫn có cộng giờ nghe. Kha Deep Family hãy chọn video đó là video dành cho trẻ em trong cái YouTube Studio nha. Đúng rồi, nó quay về YouTube, nó quay về GA á, nó quay về Google AdSense á. Nhưng mà phải thời gian nha. Chú hai chỉ bắp nói và vài cái khi điện cho Net. Ví dụ gọi cho bên Net, mình nói alo, xin lỗi, phải bên Net mơ túc không ạ? À? Dạ em là bên kênh làm YouTube đã làm được 4 5 tháng gì đó đã bật kiếm tiền. Bây giờ hiện giờ em muốn vào Net để được bên Net hỗ trợ về nhiều mặt thì nhờ các anh chị các hỗ trợ.
Rồi xong mà bạn bạn ấy sẽ kết bạn với mình bên trên Facebook, trên Messenger, rồi mình sẽ copy đường link của kênh cậu cháu nhà Bắc chuyển qua bên Messenger để họ xem kênh của mình. Rồi bước bước tiếp theo thì họ yêu cầu mình làm cái gì thì mình xem xét để mình làm nha. Nhưng phải gọi số điện thoại, phải xác định phải bên Net Meetup hay không nha. Cảm ơn Phương, người em gái Phương Kali, bữa nay lên hơn 20.000 người subscribe rồi. Phương Kali làm mới được 3 tuần, up video của 3 tuần mà lên được 20.000 subscribe, quá giỏi. Ok, còn ai nữa đây? Nhân Bắc nha, Phương Kali, cảm ơn Phương Kali nhiều. Quá hay luôn, Phương Kali giỏi quá. Gần 21.000 người đăng ký trong vòng có được 3 4 tuần à. Ok, Hằng Chicken nhé. Bắp biết Hằng Chicken các bạn biết không? Cũng như là hai món cũng đưa số điện thoại này cho Hằng Chicken. Hằng Chicken cũng đã vào net rồi. Hàng thiết kiện cũng vào nét là hai món cũng đưa số điện thoại á, nên các bạn hỏi các bạn liên lạc. Hàng thiết kiện cũng vào nét rồi đó, bắp là hàng thiết kiện điện thoại với hai món á, điện thoại Zalo hai món rồi hai món mà cho số điện thoại diện dễ làm việc hơn. Còn bây giờ mà hai món chuyển người quản lý của hai món vào cái quản lý kênh của các bạn nữa thì bạn ấy chưa biết thế nào, nên mình cứ làm việc trực tiếp với bên Net rồi tính sau. Net họ nhiều nhân viên lắm, vừa rồi mới học ba khóa học Bắp và anh chị em vào Net chia tỷ lệ cao. 73 73 nhân đường phố Sài Gòn ơi, nhưng mà nó được lợi nhiều cái nha. Mình bị trục trặc gì về quảng cáo hay gì là họ xử lý cho mình, họ lấy tiền cho mình. Rồi những cái khóa học vừa rồi có khóa học các bước SEO, chủ đề kênh, chủ đề từ khóa kênh, ảnh thumbnail như nhiều thứ. 73 cho còn kênh hai món mà lắp sau này 82 vừa nét 73 là quá ok rồi. Họ giúp mình nhiều thứ mà, đường phố Sài Gòn họ giúp mình nhiều thứ mà. Cái gì mình gọi Messenger cho họ là họ hỗ trợ mình. Kênh giờ hơn 1.000 sub đi tương tác và đăng ký nữa có bị ảnh hưởng không? Ngọc Huy ơi, giờ em đăng ký 10.000 người cũng được, xem là không bị cấm là được rồi. Ông YouTube cấm là các bạn là không được đăng ký nữa, thì lúc đó các bạn muốn xử lý là alo hay món xử lý cho. Cảm ơn Peter Việt Nam Channel, hôm nay em bỏ video lên sao không thấy quảng cáo, gọi anh hai. Bây giờ em vô không công khai, em lấy video đó vô không công khai nha, bỏ trước đi, rồi em vô cái mục bật quảng cáo em xem có quảng cáo chưa, bật chưa, nó màu xanh hay màu vàng nha. Nếu màu vàng thì liên hệ Zalo anh xử lý nha. Còn nếu màu xanh hãy bấm vào mục có tiền á, em xuống dưới em đặt một là tích vào quảng cáo mục sau, cuối cùng cái chữ cuối cùng chữ sau á, tích vào lưu lại. Thứ hai nữa là đặt quảng cáo xen giữa, bấm vào chọn đặt quảng cáo tự động. Ok, làm liền đi, đưa vào không công khai ngay lập tức. Rồi đưa vào không công khai, nhìn xanh tiền hay vàng tiền, rồi trả lời làm liền trên buổi live anh luôn đi. Cầm một cái máy trên buổi live, điện thoại còn mở máy tính lên, làm liền bây giờ luôn hả Phương ơi?
Vào nếp mà được chia tám hai là quán ok lương, thì cái kênh hai món sau này là tám hai đường phố ơi, cái kênh hai món vlog nhưng mà kênh này nha, kênh hai món vlog á, tại vì kênh đấy là kênh kiến thức nên là sau này tám hai món cho em kết bạn Zalo anh hai đi. Ok 0934 món ơi, 0934 ghi tiếp đi, 08 08 à, Phương Ly lấy máy tính để làm liền em ơi, vừa làm vừa nhắn trên này nè. Kênh này tên này cũng được, tám cũng được, làm liền hay Phương ơi, cái điện thoại á là em làm trên máy tính. Làm trên buổi la anh chỉ luôn cho. Rồi xong mà cái máy tính em làm luôn, anh nói em làm luôn à. Anh em cứ nghe cái lời anh nói là em làm luôn. Anh chỉ từ xa luôn nha. Đúng rồi, đường phố Sài Gòn ơi. Rồi anh em có hỏi gì nữa à, làm liền đi, điều đầu tiên là mở máy tính lên. Vô cái video đó em đang làm anh hai. Em làm rồi. Rồi vô video đó là có vàng tiền hay xanh tiền, vô máy tính, vô YouTube Studio, vô một video, vô chỗ video tải lên, kiểm tra video đó nó xanh tiền đã bật chưa, 0934 08 0844. Làm đi Phương Ly, vô trả lời vàng tiền hay xanh tiền nghe. Ok. Rồi ghi xong chưa mớm ơi? Có quảng cáo chưa? Có quảng cáo chưa? Cái video nào ra, video mới up lên là trưa nay á hả? Bây giờ có quảng cáo rồi đúng không? Tại vì bữa là như vậy mà nếu không có quảng cáo sao mà trưa giờ em mới ngủ dậy hả? Ngủ dậy hết cũng rồi, tại cũng rồi còn này. Đưa dùm mấy đó à. Được rồi nè. Được lại nè. Cái được lại đúng không? Được lại mà. Đấy. Đưa rồi mấy đó, rồi mấy đó. Lại mấy em lại à. Được rồi mẹ. Hù không à. Tại vì ở nhà có điều kiện á, năm cái máy ấy, biết sao rớt mạng không? Biết sao rớt không? Tại món vừa lóc á. Món vừa lóc á. Tại mớm vlog kết bạn Zalo á, nên từ đây sau rút kinh nghiệm, từ đây sau trên bữa live không chơi số Zalo à đúng không, mớm vlog kết bạn Zalo nên nó bị rớt á. Không, kết bạn Zalo á, đúng rồi, bị rút kinh nghiệm sau này không có xài Zalo trên buổi live. Sau này không có xài Zalo lên buổi live nha các bạn. Rút kinh nghiệm nha. Các bạn hỏi Zalo là mình xin phép nha. Chứ mình nói cái là bị rớt luôn. Y luôn.
Em tức ở lòng ngực. Lại sao mới vậy đó, cá mập cắn mạng chú hai rồi. Móm ơi là sao, móm ơi sao vậy, làm gì tức ở lòng ngực, oan ức quá quá. Giờ đang ngồi live đây mà ở dưới hồ cái lóc nó đốt mồi tủm tủm ở dưới kìa, lát cũng gỡ cho đã đổi thừa em. Có đổi thừa mà ý nói là Zalo á, nên mình cũng sẵn nói luôn các cơ sở để mình nói là khi mà trên live stream của hai kênh là không có nói chuyện Zalo luôn, nhưng mà đổi thừa nhanh lắm nha. Nhưng mà sự thật nó bị cái mạng là mới kết bạn Zalo mới bị, chứ còn không có đổi thừa nha. Giờ ví dụ tên đó là tên A, tên B, tên C cũng giống nhau thôi, không có đổi thừa nha. À, cho đã đổi thừa em. Nghiệp em à, tóc dài rồi ta, lấy nón thử đi. Em nghe ạ. Tóc bên này dài ghê lắm luôn. Không. À, bao nhiêu anh chị em rồi? Còn 16 anh chị em à. 16 anh chị em chắc chuẩn bị xuống live quá. Mời mọi người ăn bánh trung thu. Ở bên Mỹ ăn bánh trung thu không cho mình ăn ta. Làm YouTube nhiều khi nhức đầu quá nay ơi. Quê mùa Covid em làm ít lại cho vui. À. Mệt lắm hay sao? À, mỗi video đô nó lên nhiều không? Mỗi video đô lên nhiều không? Được vài chục đô không? À, món lắp tiêu chồng bả nón ra như một sân bay tân sinh nhất vậy hả, ghê vậy, giống trong sân bay em đó nha các bạn. Còn lâu mới hết dịch chị ơi. Rồi, ráng làm đi, kiếm tiền gửi ngân hàng Phương Cali ơi. Ha ha, đúng vậy chị hai. Thôi đội nón lên cho chắc. Tuổi thân quá. Biết sao đội nón không các bạn? Che cái sân bay lại. Sân bay Francisco. À, sân bay Francisco là được mấy chục ngàn view ở nha. Đừng nấy nha. Dì hai món về lóc chê vậy cô hàng xóm rước về đó. Cảm ơn Quân. CM. Cảm ơn Quân nha. Mình đổi nón mình che lại cái sân bay Francisco. Tuổi thân là tuổi con khỉ đó, chính xác. À, công nhận nha. Hello Kelly nói hay quá. À, cái ai nói giờ xuống like hết rồi ta, còn 41 bạn mà còn 16 bạn à. Các anh em nào hỏi không à, không hỏi mình xuống like nha. Em làm có công việc khác nhiều hơn, nhiều lắm anh ơi. À, làm này cho qua ngày ghê vậy ha. À, ráng làm đi để lấy cái đó, cái kênh đó mình làm quảng cáo sản phẩm, mình bán hàng sản phẩm cũng ngon lắm á Phương Gali ơi. Mình bán sản phẩm trên kênh tại vì nó sub nhiều rồi. Bữa nào quảng cáo cái kênh anh trên tiêu đề video của em đi cho nó lên. Bữa nay quảng cáo được đánh cái chữ A cộng ở trên tiêu đề á. Đánh cái A cộng trên tiêu đề xong đánh tên kênh là nó hiện ra. Cái người xem mà ta bấm vô đó ta đăng ký luôn. Đã lắm. Thì nếu làm chơi thì có cái khác là ngon hơn là hết dịch chứ.
làm lại ít lại. Còn bữa nào mà vui vui, bữa nào vui vui á thì táp cái hai block trên tiêu đề của em á, đánh A cộng vào là nó kéo kênh lên lên luôn à. Cảm ơn thực tế đề thường, cảm ơn anh Phùng 77, cảm ơn Quân, cảm ơn Hello Kelly. Được kênh mình mà khoảng chừng 30.000, 20.000 người đã bắt đầu mình kéo hoài về kênh lên rồi nó lên luôn rồi. Nhanh phát triển hơn, tại mình là mục đích làm YouTube kiếm tiền nên nó ít tiền quá. Rồi anh em có câu hỏi gì không à? Hai móm Apple là live stream thứ năm với là chủ nhật, có nghĩa là ngày thứ năm, ngày chủ nhật và đêm thứ nhân năm, đêm thứ nhật lúc nào rảnh. Còn hai món vlog thì live stream 7:10 tối giờ Việt Nam, thứ ba với thứ bảy. Và cái này hai món vlog là theo cái chủ đề là kiến thức, kiến thức về YouTube theo mỗi chủ đề. Còn hai món Oracle này là nói về một người nông dân, một đời sống nông dân của hai món. Nên là trong thời điểm nhất định mình sẽ vẫn live stream nhưng mà nói về nông dân thì nhiều. Em bị tụt view hồi anh hai ơi. Đúng rồi, lắm này bị tụt view hoài à. Thầy Kho cũng bị tụt, tự như là bị quét hay sao á. Hôm hai món cũng tụt 9 view, thầy Kho tụt mấy trăm view á, bị quét. Ok, cậu cháu nhà bác, mày sớm mà cháu nhà bác ơi. Hai món chắc 15 phút nữa xuống live là đi ngủ rồi, cháu nhà bác ơi. Nên là anh chị em cố gắng mà làm YouTube mà kiếm tiền á, thì phải cố gắng. Hai món là làm mục đích làm YouTube để kiếm tiền. Mình làm vlog là đăng lên danh mục mọi người vlog hay sự kiện du lịch, mọi người vlog nha món ơi, mọi người vlog nha. Ở Việt Nam số tiền mỗi ngày khoảng 50 đô sống được hay thôi gì, mỗi ngày 50 đô cao gì, 50 đô là bữa nay là 1.110.000, mà 1.110.000 là anh sống 20 ngày á, là 20 ngày anh sống 50 đô á Phương Ly ơi. 1 triệu mấy, 1.150.000 trong một ngày, cái đó là mấy cái người là một tháng 40 triệu là mới có như vậy. Cái đó là nuôi cả gia đình luôn á Phương Ly, nuôi cả cha mẹ luôn á, cả con cái luôn, tháng 3 40 triệu, ba mấy triệu, tại vì một tháng nó là 1.500 đô, ngàn ngàn đô là 23 triệu, kia mười mấy nữa ba mấy triệu. Ok, ở dưới nhảy gì đây? Bên Mỹ em 5 đô chỉ sống được nửa ngày thôi. Ồ vậy à? Nếu mà 50 đô mà hai món sống là khoảng 20 ngày. Tại vì 1 triệu mấy, triệu mấy là một bao gạo là có 2.360 à. Cho tiền điện, tiền này, tiền kia nữa là cho nó 600 mấy. Nói chung là một tháng là 2 triệu khoảng 70-80 đô là hai món sống đủ. Đó là không bước ra ngoài á nha, không bước ra đường á, ở trong vườn không á, là một tháng sống khoảng gần 70 đô là đủ. Còn 50 đô mà sống ngày cao với vậy, tháng là ba mấy triệu cao với vậy. Phương Ly, cái đó sống bên Mỹ thôi, sống Việt Nam cao lắm. Cảm ơn Hằng Lê USA. Ở Mỹ làm ngày 50 đô trượt chỉ đủ em ăn sáng anh hai. Em làm một cái video phải đi 2
lần mới xong. À, có nghĩa là cái kinh phí mà mình đi quay quay gieo tính ra cái tiền du tích không đủ gì, đúng rồi. Anh mong mỗi quay gieo anh chỉ còn 10 đô, 15 đô thôi là được rồi. 10 đô thôi. Mỗi quay gieo 10 đô là mong như đó thôi. Là bằng cái công nhân lao động là 10 đô, 8 đô. Cái công nhân lao động của anh hai giờ chỉ có 8 đô thôi. 8 đô. Tại vì 10 đô là nó là 230. 8 đô mấy là công lao động của anh hai đi đi hái cà thơ 8 tiếng á, hoặc là đi làm cỏ là có 8 đô thôi. Nhớ vậy nha, nó cực lắm. Anh làm một ngày mồ hôi thối mồ hôi trán 8 đô. À, em quy gieo, em 50 đô mà em đi hai lần mới xong quy gieo, mà tiền ăn sáng này nọ nữa thì đúng rồi, tại kinh phí nó đúng rồi. À, đúng rồi, em kiếm 2 đô cả tháng không có, đúng không? Món mà nhiều anh em không có ra tiền, không thấm thía với em về chồng em đâu. Chính xác á, Phương nói đúng. Khi đi là đi ăn sáng nè, đi tiền xăng xe nè, xong mà mình đi quay đường xe nè, đúng rồi. 50 đô là bằng anh làm, công nhân gần cái bốn bốn năm ngày gì đó, 6 ngày. Anh làm 6 ngày 7 ngày mới được 50 đô á Phương Lê ơi. Đi làm cỏ vườn á, làm ngày 8 tiếng nha. Cảm ơn Hồng Dân của tôi, cảm ơn An Bình, cảm ơn giáo viên An Bình. Đúng rồi, sao với Mỹ cũng được. Cơ để kênh của em lên xuống, em kéo anh hai lên. Ok, cảm ơn Nhịp Sống Cho Ông nha, anh lên đi. Bữa nay Phương Kali có thể kéo anh lên được. Tác cái tên A cộng ở trên tiêu đề với tên kênh là kéo lên được. Nói chung mỗi video 2 món chỉ cần 10 đô thôi, là 2 món sống đủ 10 đô thôi. Tại vì 10 đô nó 230 ngàn, nó lời ra so với công nhân á thì mình hơn 30 ngàn, trong đó 30 ngàn là tiền 4G nó bù qua. Nhưng mà nó một clip làm cho video thì nó khỏe hơn là đi làm công nhân 8 tiếng đi làm cỏ hoặc hái cà phê, nó cực lắm. Nó đâu đồng tiền này, nó vậy thôi, đồng tiền Việt Nam nó vậy thôi. Rồi vậy cái video đô cao quá chứ, nhưng mà đời sống thì đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà đô cao một video 50 đô là bằng người ta làm mấy tháng á. A còng để tên anh hai là có nhận thông báo gì không anh, là sao? Ở trên tiêu đề mình á, trên 1.000 sub là mình để trên tiêu đề mình để cái tên là 2 món A cộng 2 món là nó màu xanh, là người ta bấm vô tiêu đề mình, ta đăng ký kênh mình luôn. Ở bên đây đi làm tóc, làm móng tay còn nhiều hơn ngày, có thể kiếm 300 đô ngon hơn. Đúng rồi, chính xác. Đúng á, Phương Ly nói đúng á. Ăn cái hàng hàng chục người bạn bên Mỹ đi làm nail mà, đúng á. Phương là đúng á, đi làm nail ngon hơn làm YouTube chứ, đúng rồi, đúng á Phương ơi. Anh nhiều người bạn lắm, hơn 10 người làm nail bên Mỹ á, họ vẫn chia sẻ cái YouTube của anh về trên Facebook của họ mà. Cảm ơn Đinh Long TV, cảm ơn Thịnh 68 ạ. Cảm ơn Ngọc Huy Official, cảm ơn Quang Miền Tây. Đúng rồi Phương Gali ơi. Đúng rồi em, tại vì đời sống mình Mỹ, người ta mở tiệm nail hoặc là ta đi làm nail là 1 năm ta về Việt Nam ta chơi 1 lần là tiền nhiều mẹ. Một ngày 200-300 đô chuyện bình thường.
Chuyện bình thường. Thịnh 68 nha. Ok. Chú hai đủ giờ chưa? Đủ Hồng Dân ơi. Bữa bị quét còn có 3.200 Hồng Dân ơi. Bữa 4.500 xong á, quét bàn 7 bữa nay còn 3.200 à. Cảm ơn Ngọc Huy xài máy tính sao mà vô bình luận cái hai món blog bạn. Hai cái điện thoại hả? Cảm ơn Hồng Dân. Chắc bữa nào đi ra tiệm nét một bữa quá. Có khi làm 500 đô, 600 đô một ngày. Đúng á, người chị em Hằng Lê đúng á. Làm nail mà bữa có khách. Rồi bữa là cầm mấy trăm đô ngày á, bên đó là mình có là bạn Tuấn Đạt nè, rồi xong bạn thân là Thục Uyển nè, bạn thân là Kim Dì nè, rồi nhiều người bạn bên Mỹ nhiều lắm, là làm nail không á, có là Kim Dì là chủ tiệm nail, Tuấn Đặng là làm nail nhưng mà là chủ hay là làm công gì đó, còn Thục Uyển là như là cũng làm cậu chủ làm công cũng không rành, đã nhiều lắm. Cảm ơn Hồng Dân nha. Bữa nay mẹ Bỉm chạy, tối nay mình chạy cho mẹ Bỉm, xong mình sẽ chạy cho Ngọc Huy, rồi xong mình quay lại mình chạy một số anh em với chị Hồng Dân, vừa rồi mình chạy cho Thu Vui, mới chạy xong, mới đang chạy xong trong kia cho Ly Bùi USA rồi chưa gửi. Cảm ơn Sông Lam. Ly Bùi út em mới chạy xong rồi, mới full xong, chạy 3 ngày 3 đêm. Một tiếng, một video 3 tiếng. Full quảng cáo lên này, chạy full quảng cáo, chạy full. Đời sống bên Mỹ đúng á. Phương nói đúng mà, một video là 50 đô luôn. Quá ngon. Đó Việt Nam mà sống ngon luôn. Bằng một video sống nửa tháng, một video 50 đô sống nửa tháng. Triệu 1 triệu 150 ngàn, 1.500.000, 150 ngàn. Mà bên đúng rồi, ngày 50 đô mà đổi xăng rồi đi quay đồ, rồi hai chồng đi quay với một người đâu, rồi ăn sáng rồi xong là lỡ đường đêm trưa nữa. Cảm ơn đường phố Sài Gòn nha. Tại con làm chủ đề này, con ít cần giờ nên chỉ chạy giúp cho mọi người. Ok. Cảm ơn Hồng Dân. Là sao? Chị giờ bây giờ bật kiếm tiền đâu quan trọng, quan tâm giờ nữa mình kiếm quảng cáo thôi chứ. Làm YouTube chơi chơi thôi anh ơi, em bên em đây làm chơi chơi thôi, thấy nhiều người nghĩ em làm YouTube để kiếm tiền. Ok dễ thưa em đầu hàng ồ vậy à, nhưng mà cơ hội nó lên đúng rồi đó, mình làm cái gì mình yêu thích cho Phương Cali để làm chơi chơi, sau này mình ổn ổn mà hết bệnh hết dịch đó thì đi làm nail. Hồi nãy bị cái Zalo nó bị mất tụt tụt cái mạng 4G ở đường phố Sài Gòn ơi, nó bị tụt hèn gì hồi nãy xuống còn 16 người là do bị tụt mạng á. Cảm ơn Thịnh 68. Cảm ơn Thế là Thường, cảm ơn Khai Điếp. Nãy giờ em vẫn để máy. Cảm ơn Khai Điếp nha. Con làm chủ yếu tìm Mạnh Thường Quân. Ok. Đúng rồi. Làm Mạnh Thường Quân chứ đâu phải là... Đúng rồi. Hồng Dân. Ok. Cảm ơn Quân. Đúng rồi, đường phố Sài Gòn. Ok. Vậy hôm nào mà nếu mà làm chơi chơi hôm nào Phương Cali kéo kênh anh lên kênh hai món vlog á, quốc cái A cầu quốc hai món vlog nằm trên tiêu đề.
nhịp sống châu Âu cũng đang cái kéo cơn anh lên để trong cái tổng quan là kênh anh hai hay anh trai hai món vlog á. Vì hai món là làm YouTube kiếm tiền nên cố gắng, chứ làm này ít người xem mà một khi xem là giữ cho người xem ổn định lắm đó. Ờ, cảm ơn Hồng Dân, cảm ơn người chị em Phương Hà, cảm ơn Tiên Sơn này, cảm ơn Nhịp Sống cho bao. À, Nhịp Sống đang nói chuyện với chị hai. À, cảm ơn Sông Lam Vlog. Ok, riêng hai món thì làm vlog, làm YouTube và kiếm tiền. Anh chị em này làm YouTube nhiều cái khác nhau, ví dụ về giải trí, ví dụ về kỷ niệm, ví dụ về gọi là thư giãn, về lúc các cái gì đó, các cái bệnh, ủng hộ, vân vân. Còn hai món làm YouTube là kiếm tiền nên mình đeo đuổi con đường này nó sẽ dài hơn, lâu hơn, quyết tâm hơn, cố gắng hơn. Từ tuần tới em lại cố gắng làm tốt để cho nó lên luôn này. Ok, cảm ơn Nhịp Sống cho không? Cố gắng lên. À, lên đi, lên kéo anh hai lên với. À, khi mà làm chơi giống như Nhịp Sống Châu Âu làm chơi giống như làm để được nổi tiếng giống như Phương Kelly làm chơi thôi mà được nổi tiếng, còn hai món cố gắng làm mà không nổi tiếng nổi. Chú hai là Nhịp Sống Châu Âu kết nối anh chị yêu YouTube. À, đúng rồi, mình phải kết nối với nhau để mình trở thành những một cái nhóm, một cái đội và một cái thống nhất trong một cái group của YouTuber. Ok, cảm ơn tất cả anh chị em. Bao nhiêu người? 44 like rồi, 21, hồi nãy 16 mới đi lên lại rồi ha. Ok, cố gắng thôi. Thì mình làm YouTube mình kiếm tiền, mình làm YouTube để kiếm tiền để lo đủ cho cuộc sống cá nhân, một bản thân. Ví dụ vậy, mình chưa tới nói đến là nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình á, mà bắt đầu mình qua một cái giai đoạn khó khăn là mình được đủ sống, mình bắt đầu mình thu nhập, mình nuôi vợ xong bắt đầu mình nuôi con. Nếu mà mình phát triển, ví dụ như mình có mục tiêu mà, thì mục tiêu đó nó mới giúp cho mình được cái định hướng. Các bạn làm, các bạn không phấn đấu là khó. À, anh hai kiếm tiền để kiếm thêm cô thủ quỹ nữa. À, chắc cũng hy vọng vậy á. À, kiếm bữa nay các cô hàng xóm á, cô hàng xóm hay món vlog đang comment á, còn làm thêm 5 kênh thì phải kiếm thêm thủ quỹ để cất tiền ha, đường phố Sài Gòn ha. Hồng Dân hồi cho tôi chào chào thím hai món. Chú thím nè, chiều chú thím nè, còn gọi bắp là chú với gì. Nên hai món làm không phải là một mình, mà làm hai vợ chồng làm nên cũng phải là tự giác ba kênh hoặc kiếm tiền, còn hai kênh thì thua. Ba kênh thì một kênh cố gắng kênh kiếm 50 đô, thì ba kênh 150 đô, 150 đô bữa nay nhảy lên 3 triệu mấy thì cũng đủ tiền gạo tiền điện tiền này nọ, cũng đủ sống qua ngày. Nếu mà ở thôn quê này mà một tháng bỏ trắng ra 3 triệu là sống, nếu mà đừng có bước cái gì ra bên ngoài á thì tạm đủ sống. 3 triệu hai vợ chồng đủ sống, đồng vợ đồng chồng tưới cà phê cũng xong. Tưới cà phê có 3 ngày à, mà làm YouTube á thì phải tính từ 3 năm trở lên, nhớ nha, làm YouTube phải tính từ 3 năm trở lên. Hai mươi là năm thứ hai rồi đấy.
TGN là cho em cùng theo chị nhé, chị nhịp sống cho tao. Hồng Dân là còn dân miền Tây nên xưng hô là chú thím. Nó đúng là phép tắc. Đúng rồi, chú thím đúng rồi. Đúng rồi, từ làm YouTube là hai vợ chồng thức tới 1 giờ sáng, một bữa 2 giờ luôn á. Cố gắng lên chứ thành công anh hai. Cảm ơn quen mình tay. Phải ba kênh bật kính tiền, làm sao để được đề xuất nhanh nhất anh hai? Thì đề xuất thôi, còn đề xuất nhanh nhất thì không có từ nhất ở đây. Mình làm video tốt nhất, mình đi tương tác thật nhất và đi tương tác nhiều nhất có thể. Một thời gian một ngày mình làm từ 7 tiếng trở lên cho một kênh YouTube, rồi tối ưu hóa kênh, tối ưu hóa video, tối ưu hóa các bước sale, vân vân. Hãy làm hết thì kênh của mình sẽ được đề xuất, và thời gian đề xuất kênh của mình sau 3 tháng đến 6 tháng nha. Và sau khi bật kiếm tiền mới được đề xuất nhiều nha. Dạ anh hai, dạ anh chị hai, cố lên nha, có tụi em luôn ủng hộ anh chị. Cảm ơn em gái nhịp sống cho ông. Con làm theo chú hai chỉ con thành công nhiều lắm chú hai. Ôi dĩa Hồng Giang ha, điều đơn thành công đầu tiên là gì? Thành công đầu tiên là cái cách tìm sức đúng không? Thành công thứ hai là được vào nhóm đúng không? Thành công đầu tiên là cái phương pháp tìm sức thật đúng không? Thành công thứ ba là cái cách đặt tiêu đề hay là tối ưu đúng không? Mắt chị hai thăm quầng, anh hai nhìn không ra luôn. Mấy chị em nói chuyện nha, mình đọc mấy cái trả lời cái. Con lấy view ngồi à? Ok. Học được cái đáp đó đúng không? Ok. Khe khe em cũng vậy đó chị yêu. Ok. Các bạn nói chuyện mình đọc mấy câu hỏi nha. Cách tìm sức thật, ok. View ngồi sức thật, ok. Tối ưu trước khi bật tính tiền, ok. Về sau khi bật tính tiền, ok luôn. Em chia sẻ người nghèo bên đây, ai có giúp được thì giúp. Nhiều người không hiểu vì em kiếm tiền được là nhờ người nghèo, lôi người nghèo ra làm chủ đề. Em không phải vậy đâu ha. À đúng rồi, mình đi làm video chứ đâu phải là mình đi giúp, mình đi giúp họ rồi mình quay lại, hay là mình làm YouTube mình chứ đâu phải mình lấy họ để mình kiếm tiền đúng á. Nhưng mà nói chung là cái trên hạ tầng YouTube đó nó có 4 mặt, bàn tay mình có 2 mặt thôi, còn trên YouTube nó có 4 mặt là nên không có quan tâm đến nó. Phương Gly ơi, không cần đâu. Họ nói gì kệ họ. Nhịp sống cho chồng em kêu em nghỉ nhưng em đam mê quá nên em vẫn làm đó chị hai món. Mấy chị em nói chuyện đó nha. Một ngày con lên 1 đô. Vậy tốt quá Hồng Dân ơi, quá tốt. Một ngày mà hơn lên 1 đô là quá ngon rồi. Làm việc gì cũng phải có niềm tin và thành công. Có cơ quan bằng tay. Bữa nay con được 28 nhé. Mới đi 28 rồi rồi. Giỏi nha. Giỏi nha. Có rồi, khai biết rồi. Khai biết rồi. Có kiếm tiền rồi mày tả trục trặc gì á? Có rồi nha cái điếc, lâu rồi. Có lúc mà 1.000 mấy trong xích rồi, bữa nay 2 mấy ngày xích rồi, đừng quan tâm. Đúng rồi á Hồng Dân, nhờ ơn chú hai hết đó. Nhờ đâu có giúp gì đâu nhờ. Cảm ơn Hồng Dân khen nha. Ok, được với anh hai chỉ cách kiếm 999 đô tháng liền này. Chưa chỉ được đường phố rồi.
Tại vì anh mới có kiếm được 998 đô thôi, nên anh cũng không có thể mà chỉ em 999 đô được. Chừng khi nào mà anh kiếm được 999 đô trở lên á thì anh mới chỉ được. À. À, nó bị cái gì ấy? Nó bị gì ấy? Khe điếc ơi. Cái video bị cái gì, nó bị mất quảng cáo, bây giờ có lại rồi, mới sửa lại rồi. À, nhịp sống nhau nói là dạ chị yêu cố lên nha, em luôn ủng hộ anh chị yêu. Ok, cảm ơn nhịp sống cho anh hai chị hai, cảm ơn. Con không gặp được chú hai thì con đâu được như bây giờ chú hai. À, cảm ơn Hồng Vân nha, mình là cả những người em trai em gái rất là tuyệt vời. Nói chung mình chia sẻ thật tình nè. Nhiều bạn giờ các bạn hỏi tất cả anh chị em thường thường đi ấy, đi làm YouTube trong thời gian mấy tháng qua, đợi anh hai xuất chiêu hồi mà lâu quá. Bữa nay kêu là 999 đô à, cái đó thua, cái đó chưa, cái đó chưa, để anh hai xuất chiêu hồi nữa. Đường phố Sài Gòn trong cái Amatic đó, người Việt bao nhiêu phần trăm, người Mỹ bao nhiêu phần trăm vậy? Đường phố Sài Gòn ơi, của 21 48% tổng kênh đó nha, trong kênh á chứ không phải trong video nha. Việt Nam của đường phố Sài Gòn bao nhiêu phần trăm này? Cảm ơn Thịnh 68, cảm ơn Peter. À, Peter. Ok. Việt 56, Việt 56 tốt rồi đó. Việt 56 tốt rồi đó. À, của 24 48. 44 ngồi. À, 44 ngồi mà bao nhiêu Mỹ? Tại vì cái Mỹ nè, Canada nè, Úc nè, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Pakistan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Mỹ bao nhiêu? Bao nhiêu của 24 là 9 9 phẩy mấy á. View con Việt Nam có 8%. À, cái 8% vậy là ngon á. Vậy toàn là view view ngoại không á. Hồng Dân giúp người nghèo mà. Đường phố sẽ 8% quá ngon. Mỹ mà 28% là ngon á, đường phố Sài Gòn ơi. Thịnh, mình cả tháng mới kiếm được 5 đô. Gì ít vậy Thịnh ơi? Một tháng kiếm 5 đô là một tháng mấy video? Một tháng 30 video hay là một tháng một video? Hay là một tháng bao nhiêu video? Ồ, cảm ơn Kha Deep Family nha. Thịnh ơi, một tháng kiếm 5 đô mà bao nhiêu video? Mỹ 23%, Tây Ban Nha 10%, Hà Lan 12%. Quá tốt Hồng Dân ơi. À, Hà Lan, Úc thứ nhất, Hà Lan thứ nhì, Canada thứ ba, Mỹ thứ tư. Có người nhờ em đi tìm người thất lạc, anh hai nghĩ em làm video sao? Có người nhờ em đi tìm người thất lạc, anh hai nghĩ em làm video sao? Là đi tìm thất lạc là nhờ mình chấp nhận mình đi rồi đó hả? Ồ, cái đó cực lắm. Cái đó mà đi tìm sao mà tìm. Giờ mình cứ quay xong giờ mình ghép lại là nếu mà không thành công mình mới reel video, chứ không thành công là mình reel video là người ta chửi á. Là nếu mà tìm ra được thành công mình quay, mà tìm được công là cái chủ đề đó gọi là hỗ trợ người thân tìm người thất lạc.
sau bao nhiêu năm hỗ trợ người thân về người đi việc biên mất 30 năm rồi. Người đi việc biên mất người đi việc đi vượt biên là mất tích á. Cái này á là mình quay nhưng mà sau khi các kết quả mình mới đăng được, chứ còn nếu mà không có kết quả mình đăng thì nó không ai bị căng á. Muốn nhờ nhờ đăng tin đó hả? Đăng tin phải có giấy tờ xác minh, cái giấy tờ hồi xưa, cái hình ảnh hồi xưa, cái thông tin cá nhân hồi xưa. Sau đó hơi bị khó ha. Sau đó mình cập nhật với thông tin của gia đình hồi xưa để mình gửi đi cái thông điệp cho cái người thất lạc 35 năm đó, người ta nhận biết là có người thân họ tên cu tí cu tèo gì hồi xưa, có cái bà má sáu má bảy gì hồi xưa đi tìm. Chứ còn cái đề hơi bị lâu, cái đề là hạ cả nửa cuộc đời người rồi. Cái vụ này hơi khó nha Phương ơi nha. Vụ này hơi khó. Có đơn giản mà. Hình ảnh ăn thua gì? Phương Ly ơi, em có coi như chưa hề có cuộc chia ly ở Việt Nam chưa? Như chưa hề có cuộc chia ly ở trên VTV ở ngoài Hà Nội á. Em đánh trên mạng ở Việt Nam là như chưa hề có cuộc chia ly. Em tập hợp, em học hỏi họ, em làm. Nhưng hồi hồi xưa họ sinh ra vào gia đình bao nhiêu người anh em, gia đình làm gì, họ bao nhiêu tuổi, khi mà họ đi với ai, và nó nhiều thứ lắm. Hồng Dân bữa nay có hơn đô nhiều quá à. Cái đánh sai không Hồng Dân? Đánh gì mà 1.003 đô vậy? Đô nó đang nói chuyện như món được bao nhiêu súp hả? Súp là 1.083 súp chứ không phải đô. Cái này khó, này hơi khó nha. Cái này là anh làm được. Tại vì mình phải đi về quá khứ. Ông nội, bà nội tên gì, ông ngoại, bà ngoại tên gì, cha mẹ họ tên gì, trong chứng minh, trong hộ khẩu, rồi tên thường gọi, rồi gia đình cái người mất tích 35 năm đó là bao nhiêu anh chị em, bao nhiêu trai, bao nhiêu gái. Ở nhà họ là tên gọi là gì, rồi họ thứ mấy con gia đình, họ đi vượt biên với ai, cảm ơn tình cha qua lớp nha, rồi họ đi như thế nào, khó lắm, khó lắm Phương ơi. Đăng tìm thì được, đăng tìm thì được, nhưng mà cái thông tin này em làm chỉ mấy phút thôi. Nhưng mà em phải nói, em đứng máy em nói, máy chuẩn bị hết pin. Cái này có cái này nó hơi khó, cái này hai món làm được, còn em chưa làm thì có thể hơi bị khó cho em ấy. Cái này là anh hai món làm được nhưng mà em hơi bị khó cho em ấy. Tại vì làm phải cho nó đúng rõ ràng, chứ còn cứ đưa tin tìm không là nó không rõ ràng, là người xem người ta khó chịu lắm, nó không có cái thông tin cụ thể. Cái này nó đòi hỏi phải có gọi là một cái kỹ năng của
biên tập nha. Cái đó hai món làm được. Biết là gia đình họ là bốn anh chị em đăng lên 30 năm, nhưng mà nó ra video không phải vậy đâu. Hai món vlog xin cho nước lạnh này. Nó không phải là thông tin giống như vậy đâu, mà mình đứng mình nói, mình truyền đạt từ trong cuộc sống quá khứ, gia đình quá khứ, cái gì đó nó khó lắm á. Chứ không phải là đơn giản đâu, nó phức tạp lắm, nó hơi hơi bị sao, nếu mà nói một sai một chút xíu thông tin thôi là nó hơi bị người ta phàn nàn, bởi vì thiếu thông tin người ta không hiểu được. Xong mà cái thông điệp đó đó là Phương muốn gửi đến nhiều anh chị em hàng hàng trăm ngàn view, hàng trăm ngàn lượt xem á, cái ai xem thì chia sẻ thông tin này trên Facebook cá nhân, trên fanpage để ủng hộ gia đình của cô này chú này hiện giờ sống ở ấp này, xã này, thôn này, huyện này, tỉnh này ở Việt Nam, để cho tìm lại người thân, phải kêu gọi, mình chia sẻ rồi mình phải kêu gọi, khó lắm. Để em liên lạc hỏi rõ hơn thông tin sâu hơn chính xác. Thông tin từ tên gọi là cu tí, cu tèo, bé bỉm, bé bèo, bé bánh gì đó nếu là con gái, còn con trai là cái tên cú tí, cú tẻo. Lúc đi là tóc dài tóc ngắn, rồi để móng tay ngắn hay móng tay dài, nói một năm ngón, nói 10 ngón hay là 9 ngón, rồi nó chiều cao một lúc nó đi nó là 1m59 hay là 1m72, lúc nó đi nó khoảng là 60 kg hay là 95 kg. Nó nhiều lắm ấy, nhiều lắm ấy. Cảm ơn bonsai Tuấn Nguyễn à, nhiều lắm ấy. Cái thông tin này Phương Kali, một là cá một cái tấm lòng, một cái tấm lòng muốn giúp cho người tìm kiếm, nhưng về cái mặt sau đó đó là rất là gọi là mình đăng lên, nhưng mà mình phải đi kêu gọi những người xem á, cảm thấy thông tin này giúp được cho gia đình họ, không phiền lòng đến anh chị em thì có thể chia sẻ về Facebook hoặc fanpage. Nói vậy. Cảm ơn Đinh Lâm TV. Đi vượt biên lúc 26 tuổi. À, cái này chắc không tồn tại đâu, khó lắm. Ở nhà mình có ông chú ruột với 60 mấy người kia thì rất là không may mắn, vượt biên cũng hai mấy tuổi không còn. Vụ này hơi hơi bị khó nha Phương Ly, đối với anh khó nha. Đối với anh á là cái vụ này hơi khó, khó có kết quả, tại anh nhìn được, anh thấy được cái vấn đề ở đây, vấn đề đây khó nói nhưng mà anh thấy được cái vấn đề ở đây. Và một trong những vấn đề đó là Hồng Dân cũng đang nói, Hồng Dân đang nói một trong chín vấn đề. Ok, anh chị em có hỏi gì không ạ? Cảm ơn 47 anh chị em. Anh chị em chưa like like khích lệ, chưa xương móng ủng hộ. Chắc vài ngày nữa đi ra tiệm net, ra tiệm net cho nó đủ giờ. Bữa nó thiếu, nó lên 4 ngày rưỡi, bữa nay còn có 3 ngày 2. Cảm ơn đất vùng ven. Anh chị em có hỏi gì không à? Ở đây mình thấy ra nhiều chính cái vấn đề luôn Phương Ly nha. Mà vấn đề thứ nhất mà Hồng Dân nói, cái tuổi 61 tuổi bên đây cũng hơi càng rồi.
Nếu mà người ta tìm về gia đình là người ta cũng đã tìm rồi, mà khó thế. Mình để mấy máy tính đây mà không có anh em nào coi thì mình tắt cái wifi cho nó ổn định. Ok, em muốn giúp người này, em đang suy nghĩ chỉnh chu thấu đáo rõ ràng, em mới đang đúng rồi à ấy nha, à, sửa đàng hoàng mới đăng nha, chỉnh chu chính xác, câu đó là chính xác. Em phải biên tập, em phải biên tập bằng nội dung, sau đó mới quay video theo cái sự biên tập đó. Biên tập là đầu tiên, mở bài, thăng bài, kết luận. Trong mở bài đó có cái gì, cái gì, cái gì ghi vào. Thăng bài chia ra 3 phần: quá khứ, hiện tại và thông tin trong thăng bài, và cuối cùng đó là người xem. Cuối cùng đó là người xem, nhớ nha, người xem trên YouTube, người chia sẻ về trên Facebook, fanpage. Còn mở bài đó là chủ đề thông tin hỗ trợ gia đình bạn ấy, tìm kiếm bạn ấy. Rồi trong thăng bài 3 phần: mở đầu thăng bài, giữa thăng bài và cuối của thăng bài. À, quá khứ của người đó trong cuộc sống người đó, quá khứ, vị trí, cái CBS đó, cái vị trí là thôn ấp xã về địa phương, địa phương của họ, rồi cha mẹ họ, anh ruột họ, em ruột họ, chị ruột họ, em gái họ, vân vân. Đấy, bắt đầu từ đây đi ra. Dạo này nó quét ghê quá chú nhà ơi, phải nhiều IP mới được. Đúng rồi, nhiều lắm. Ra mình chắc mình quốc, nếu mà 2 ngày thì 12 cái máy tính, buổi sáng 3 cái, buổi chiều 3 cái, rồi ngày hôm sau sáng 3 cái, 12 cái máy tính. Chung mấy chủ bị quét hết không, có mấy chủ mình chơi mấy rời, không chơi mấy chủ, nó là mạng lan mà. Em muốn giúp người này, ok. Nhờ người thân xài khác wifi chị được, được đất quần quen, khác wifi là được nha, khác wifi là ok nha, nhờ người thân được. Bây giờ là đất quần quen là người thân ham món chạy được nè, Peter Việt Nam người thân ham món chạy được nè, Đinh Long Thiên Quyên người thân ham món, thí dụ như vậy. Bây giờ đất quần quen hai món là người thân của bạn, hai món chạy được, khác wifi nè, được hết. Tiệm net là có một máy chủ mà chú, à, mấy chủ mà mạng LAN, nó là mạng LAN, mạng không cố định nha, chạy được hết á, à, chạy tiệm net được. Mình chạy trên cái IP chứ mà không phải chạy máy chủ. Mỗi cái máy bạn có cái mà máy tính là cái IP của máy tính, không trùng IP. Còn wifi là cái wifi LAN, wifi tổng hợp, nó không có cố định một cái wifi. À, gia đình người này mấy hôm nay mong em giúp họ, em chỉ mong tất cả mọi người nghĩ em giúp là em vui rồi, đừng nghĩ gì nữa. Ok, không, em đừng có chờ tôi nghĩ, quan trọng là em nghĩ em làm được là em làm thôi. À, làm YouTube mà em sợ là không có được, đừng có sợ. Người nào nghĩ cho họ biến ra đảo xong, người nào chửi cho họ biến ra đảo xong, khi mà nó khó nên đừng có lo. Miễn sao em làm có ích là em làm. À,
họ nghĩ nhưng mà họ không giúp được thì họ đâu xứng đáng bằng mình đâu, đúng không? Mình không nghĩ mình giúp được mà họ nghĩ đâu có lợi cho mình đó. Cảm ơn MC Minh Dự nhịp sống 24 giờ về tại kênh giờ. Chào bạn 24 chút rồi. Xin kính chào MC Minh Dự nhịp sống 24 giờ, tên nghe giống như là những diễn viên nổi tiếng luôn á, MC nổi tiếng luôn, Minh Dự nổi tiếng luôn, nhịp sống nổi tiếng luôn, 24 giờ kinh quá. Cảm ơn người chị em Hằng Lê, cảm ơn cây đẹp cao nguyên, cảm ơn Kitchener, tên đọc chứa trọn MC Minh Dự nhịp sống 24 giờ, đọc cái tên nghe dạng thượng tầng ha. Cảm ơn 48 bạn đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Về cái hành trình hỏi thì cũng ít nhưng mà tám là nhiều, nhưng mà mình tám cũng có giá trị chứ, đúng không? Dư à, Minh Dư chứ không phải Minh Dự à. Minh Dư à, Minh Dư, xin lỗi xin lỗi. Hai món mười lóc tôi xin lỗi xin lỗi. MC Minh Dư nhịp sống 24 giờ kính chào cả nhà và các bạn. Hôm nay cảm ơn các bạn đã đến buổi live với Hai Món. MC Minh Dư gửi đến lời chào đến các bạn. Ai chưa biết MC Minh Dư nhịp sống 24 giờ sẽ để lại comment để dép lại cho trẻ lẻ. Em luôn theo dõi anh à, cảm ơn nha. Người bạn MC Minh Dư à, em luôn theo dõi anh à, muốn theo dõi hả? Mở lên cho theo dõi luôn nè, tặng màu xanh luôn. Ok, Peter Việt Nam China à, bữa nay thứ mấy đây, này thứ năm mà mai thứ sáu, mốt thứ bảy, mười thứ bảy à, mười thứ bảy là 7:10 tối trên kênh Hai Món Vlog live stream chủ đề các bạn tìm view kiếm sức hay là lo kiếm tiền, các bạn suy nghĩ đi nha. À, cái đẹp cái nguyên gửi đơn chưa, đủ giờ đủ sức rồi, có quảng cáo chưa, máy này nói chung là đi cắt cỏ cho cá rồi đi ra vườn. Nên này cũng mới, với lại mình thì mình làm có trợ lý với lại có cô hàng xóm đi xem nên là mình cũng không biết sao anh chị em phát triển cỡ nào. Nói chung làm YouTube này là một mình làm ba kênh là không nổi đâu. Này 3-4 giờ. Sau này chào lộn Hai Món Vlog chào lộn 3-4 giờ. Hai Món Vlog sau này à, cảm ơn Hồng Dân qua coi à, Hồng Dân ơi, chạy cái phát nào cũng được, phát giờ thường mấy bữa nay mới tạo lại danh sách phát để chạy, để ra từ mét chạy chạy 2 ngày thử xem. Bữa 4.600 giờ, 4.560 giờ luôn á Hồng Dân, 4.560 giờ. Nó quất mình một phát ông nông dân, cuối cùng là ông công nhân luôn. Mình mấy hôm nay đi ra vườn, mấy hôm nay đi cắt cỏ chặt cá, nãy đi câu cá lóc, lát đi xuống hồ gỡ cá. 11 giờ đêm đi xuống sình, xuống hồ. Chạy gì chạy ngồi tiệm à, sao rồi mất nhiều vậy à, bị quét bữa nay còn 3.200 à, một máy à, một tiếng là 4.000, một tiếng là 4.000, mình chạy ra 8 tấc là một video mình cho là 2 tiếng, 8.000 được 16 tiếng à,
80.000 à, 80.000 được 260 tiếng à, 160 tiếng à, 80.000 cho được 20 giờ đi, hai 200 giờ, 200 giờ, 10.200 giờ, 10.000 đồng Việt Nam chạy được 200 giờ, đúng không thầy? Đúng, 100.000 chứ, 100.000 Việt Nam được 200 giờ, 1 triệu được 2.000 giờ, 2 triệu được 4.000 giờ. Ok, rồi em gái nhập sống cho Âu. Ok, để mấy. Anh hai em nghĩ mãi không cho biết thay chủ đề sau này bật kiếm tiền có dễ hay khó vậy? Là gì? Anh em nghĩ mãi không biết thay chủ đề sau này bật kiếm tiền có dễ hay khó vậy? Có đâu. Nếu mà bật kiếm tiền dễ thì thứ nhất là công chiếu, thứ hai là live stream đủ giờ thì dễ bật lắm, tại vì nó có tương tác thật, còn úp nguội từ đầu đến đuôi mà bật kiếm tiền thì nó hơi chậm nha, tại vì nó có sự gọi là mình dùng từ nó ưa quên quá, cái sự kết, cái độ kết á, cái độ kết của cái kênh mình với cái mặt định YouTube á, cái độ kết nha, cái độ kết của kênh của mình với mặt định của YouTube á, nó phải có. Sau này khi độ kết đó có rồi, bật kiếm tiền là ổng xem xét công việc nó nhanh hơn à, cái độ kết nha. Ngoài độ kết đó là phải có thời tương tác thực, tương tác thực có nghĩa là công chiếu và live stream, đó là trùm rồi, live stream không nói. Anh em nào mà live stream nhiều á, bật càng nhanh, nên nhớ rồi đó. Hai món cũng nhanh, cậu cháu nhà bắp cũng nhanh, nhớ rồi đó nha. Đúng rồi, đất còn quen ơi, 100.000, 2.000, 2 vậy 200 giờ đâu, 10.000, 2 tiếng giờ rồi, 100.000, 100.000, 200 giờ. Trăm ngày 200 giờ, chứ trăm ngày 2 giờ 2.000, có 200.000 được 4.000 giờ đúng không? 100.000 200 giờ chứ không phải là 2.000 giờ nha. Thích kè khịa. Đặt cái tên kỳ. Từ 1 triệu 2.000 giờ, đúng rồi, đó còn quen. Anh like tụi em vô ra tiệm tốn tiền quá à, anh like tụi em vô ra tiệm à, tốn tiền quá à. Ý em là chủ đề bị lộn xộn đó anh ơi, nó không dịp không. À, vẫn diệt hết, miễn sao là chủ đề của mình thôi, đừng có đi lấy người ta nó diệt, nhưng mà diệt chậm thôi. Nhưng sau khi bật kiếm tiền hãy chọn một chủ đề à, khi mà người ta làm vlog rồi người ta làm trên tin tức và về 40-65 chú rể 24 rồi làm trên bão lũ rồi làm trên tai nạn giao thông tùm lum, mà nó cũng bật kiếm tiền bình thường, đúng không? Cái chuyện đời tư người ta 65 tuổi, 24 tuổi cũng đè đầu đi nói hoài à, nó cũng bật kiếm tiền bình thường. Nhưng quan trọng sau khi bật kiếm tiền, mình làm gì cái tiền mới là quan trọng, cái chủ đề nào gì mới là quan trọng. Nha, sau khi bật kiếm tiền, có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có quảng cáo và chủ đề để quảng cáo đặt
để chúng ta kiếm tiền mới là quan trọng. Còn khi mẹ đặt quảng cáo à mầm, chả có một xu nào. 1.000 view chưa của mới nói hồi trưa của người bạn nè, 65 cent. Còn bắp vừa nói 1.500 view, 50 cent. 50 cent bao nhiêu các bạn? 1 đô thì 23 ngàn, 1 đô 23 ngàn thì 50 cent có mười mấy ngàn, mà ngàn mấy view được mười mấy ngàn, đúng không? Sao? Sau khi bật kiếm tiền, đổi chủ đề để kiếm tiền. Về vườn vlog, nay like tới sáng anh hai ơi. À, là tới sáng ăn lát còn đi bắt gà, làm gà mai ăn hết đồ ăn rồi, với lại đi xuống vườn là thăm canh lóc. À, chủ nhật mình like, có thể mình like buổi trưa buổi tối. Tại vì bữa 4.500 giờ, 4.560 giờ, ông quét cái bực xuống còn 3.700, bữa nay quét cái bậc xuống còn 3.200. Bởi vì anh em lưu ý là khi chạy danh sách phát, mở tiếng lên nhưng mà tiếng nhỏ, nếu tốt nhất gắn tai phone vào. Anh chị em chạy mà tắt tiếng không có giá trị nha. Anh chị em xem video là một, full là hai, mà tắt tiếng coi như không có giờ, không có tiền quảng cáo luôn, nên nhớ nha. Đây mình bị mời có một số anh em nào đó chạy mày tắt tiếng nè. À, anh hay ăn ghề mà không nhức mình là anh còn ngon đó. À, nhức mình á à, ăn ít mà 4 ngày 3 con à. À, làm à, giờ bắt 3 con, mai làm ăn 4 ngày, 4 ngày 3 con, 8 ngày 6 con, à, là y như là y như 1 tháng là ăn khoảng hai mấy con á, đất quần quen ơi, 1 tháng ăn hai mấy con, cứ 4 ngày là 3 con. À, gà sẻ ớt, gà xào măng, à, gà kho gừng, rồi cái gà gì ăn với xôi á, nha, gà rơm ấy gì đó. Ít ra 4 ngày 3 con được rồi, không nhiều. À, con cắm tai phone vào cho nó khỏe. Đúng rồi Hồng Dân ơi, hai món nghĩ là có một số bạn chạy nhưng mà tắt tiếng, có nghĩa là tắt âm lượng á, tắt âm lượng á, nên bị nó quét. Kể hồi con đói nữa chú hai ơi. Ở nhà không có gì á, nói chung ở nhà chỉ có gà có cá, à, nói chung mà có những cái đồ nông dân á, nông nghiệp, trái cây hay này nọ vậy. 4 ngày 3 con không ít vậy anh. Thì buổi sáng á, thì luộc nửa con lên xé lên nấu 2 tô miếng. Trưa ăn nửa con gà sẽ ớt, chiều làm nửa con hấp chanh. Ví dụ vậy. Em bắt trước anh ăn liên tục 1 tuần, đau mình thấy mồ luôn. Ăn gà 1 tuần mà đau mình, ủa sao mình không ăn ta? À, sao mình không đau ta? Đó. Sao ở nhà 2 giờ ăn suốt đâu đâu đó. Cảm ơn Nga Huỳnh US ạ. À, ở đâu mà US USA. Cảm ơn anh. À, bây giờ bày gà 70 con, ăn bữa nay cũng còn mấy chục á. Bữa nay còn 40 mà 10 con mới đẻ, 2 con mới ăn thịt. Bữa nay thêm lứa mới là 20 con gà giò với 20 mấy con gà con, rồi xong là 2 con gà đang ấp. Nói chung mà nuôi gà để ăn chứ không phải nuôi gà để bán. Con chưa có dịp lên thím hai ơi, chưa có dịp tài xế. À, tặng người anh tốt. À, tặng người. À, đất vùng quen là ở Bảo Lộc đúng không ạ? Sao mà hai cái tên quen như ta,
đất vùng ven dưa về vườn á. Đấy, mới nói về vườn lên luôn. Ai ở Bảo Lộc ta? Nuôi dê, gì nuôi thêm dê thỏ. Hồi xưa có nuôi thỏ nhưng mà nuôi thỏ trời nó mắc mưa nó chết, còn dê dê thì ở đây không có cỏ, nó ăn cỏ cho cá ăn hết rồi. Em về chạy danh sách dọn nhà được hả anh ơi? Ở được chứ. Chỉ có tiền là không chạy thôi, tiền là chừng xem chừng video thôi. Tiền là xem ở từng video để nó cộng quảng cáo, còn chạy giờ là chạy doanh doanh phá. Giống như vừa rồi mình chạy cho cây đẹp Tân Nguyên nè, chạy cho Thu Vui nè, chạy cho Phương Hà, chạy cho Ngọc Na, đợt trước mình chạy cho Bóp, chạy Hồng Vân, chạy Phương Hà, đang chạy cho Ly Bùi, bữa nào mình chạy cho bạn nè Mẹ Bỉm với Ngọc cái gì Đặng Ngọc gì đấy. Một máy tính mình mở lên rồi mình mở hai tab thôi, mình chạy nhiều đêm đừng mở tám tab nha. Đất vùng quen tại anh chưa ăn đủ đó. Đất vùng quen gì đây, trước con đi làm ở Đắk Nông lên tới Nha Trang tháng nào cũng đi hết. Ok, thỏ dịch chết ghê lắm anh, xưa em bị lên đường kẻ trại luôn. Ồ vậy hả? Đúng rồi, thỏ nó dễ ra đó. Đất vùng quen chứ về vườn hai tên giống nhau. Vườn về vườn là ở Bảo Lộc con ta, hay đất vùng quen ai để đó hai tên giống nhau vậy. Đất vùng quen thì cũng nông nghiệp, và về vườn cũng nông nghiệp luôn. Vậy là về vườn nuôi về vườn ở Bảo Lộc đúng không ạ? Mình nhìn ở dưới nó hơi cúi cúi xuống, thôi nhìn lên trên đi. Cảm ơn 49 bạn đã like. Bao nhiêu phút rồi? Chú cha 2 tiếng rưỡi rồi, còn bao nhiêu bạn gì? 8 bạn. Thôi, chuẩn bị xong rồi, mình 5 phút rồi mình xuống la nha, mình đi xuống hồ kiếm cái lóc vai rồi chủ nhật trưa chủ nhật đi 9 giờ chủ nhật mình like đến 12 giờ xong mà 5 7 giờ 7 giờ chủ nhật mình like đến 10 giờ. Nhưng mà trước khi like chủ nhật chắc thứ sáu đi tìm nét thôi. Rồi thôi anh em hết cào thôi. Rồi anh em còn đến bữa like cào mình cảm ơn rồi, mình xin phép xuống like, mình đi xuống dưới hồ mình đi câu cá lóc. Câu cá lóc về chăm má nấu canh chua, đi bắt gà cho cô hàng xóm gơ kho sẻ ớt, đi bắt vịt cho cô thư ký chấm nóng cháo chấm mắm gừng. Cảm ơn mình cảm ơn từ trên đến dưới đi. Giờ này mà câu giờ này đi câu cá lóc Hồng Vân ơi, câu ở dưới sình đó. Cảm ơn ơi. Câu được cái lóc to, cảm ơn. Đất vùng quen ha, ở đất vùng quen với vừa vừa hai tên giống nhau quá, không biết ai ở Bảo Lộc nữa. Rồi comment nha, cảm ơn ai đây ở trên xuống rồi. Ok, cảm ơn Quân nha, cảm ơn Hồng Dân, cảm ơn TCN, cảm ơn cây đẹp Cao Nguyên, cảm ơn về vườn, cảm ơn đất vùng quen hai món vlog. Cảm ơn Thịnh 68 với anh Phùng 77. Cảm ơn vừa vườn giờ này đi câu là hết sảy chính xác luôn. Đi câu cá lóc á. Cá lóc ra là giờ này là câu cá lóc mới ngon là vừa vườn ha. Cảm ơn thích kìa khịa. Anh hai đọc món ăn rành quá. Ồ vậy à. Cảm ơn vừa vườn. Anh câu cắm sáng gỡ. Đúng rồi. Mình câu cắm hồi 5, 6 giờ chiều. Bây giờ mình xuống mình gỡ. Rồi xong mình cắm lại mai mình gỡ. Câu cắm cá lóc mà gọi là đi cắm câu cá lóc. Giờ mình đi gỡ. Mà gỡ sẵn mặc đồ ra ngoài vườn mình bắt ban gà nhốt mình hái luôn. Bắt ban gà làm thịt luôn. Mai mai không lai mai là thịt gà rồi, mốt lai. Mốt thứ bảy là vlog.
trên kênh 21 Vlog 7 giờ 10 tối thứ ba thứ bảy, trên kênh Official 7 giờ 10 tối thứ năm thứ nhật, song song đó trong buổi sáng thứ năm và sáng thứ nhật của Official. Chủ nhật xem kênh nha, chủ nhật xem kênh nha. Xem anh em nào xem thì có máy tính, máy tính chắc mình ngồi trong kia, mình ngồi đây mình xem được không biết, để tính ra mình không chọc lắm. Mà cái này chắc ca xem kênh trong kia, nhưng mà xem ở đây không có rắn à. Ở đây là không có gì, Nha Trang bắt 70-80 con bình thường. Làm cái video cấm câu liền luôn đi anh à. Có nhưng mà phải cái kênh này bật kiếm tiền mới làm. Giờ làm mà không có quảng cáo buồn mà chết đó. Nên mình vẫn like, vẫn làm, nhưng mà sau này thì có quảng cáo mình muốn làm hiện được, mình cà bơ cà phê này nọ, cấm câu cá lóc, gỡ cá lóc. Cảm ơn Quân à, cảm ơn có nhiều lát xuống khỏi bay rồi, giờ bay trước. Cảm ơn à, cảm ơn vừa vừa anh chạy giờ kênh này phải không, em chạy đêm nay ở kênh này, kênh Official. Cảm ơn vừa vừa mua lóc nha, kênh Official, còn kênh kia có quảng cáo 2 năm rồi. Bơ không bơ tư của chú hai còn đề xuất nữa kìa. Đúng rồi, bơ không bơ tư là đề xuất á, nó lên kinh lắm, mới hôm chỉ có 300 mấy chục xuất mà nó lên kinh luôn, nó lên bữa nay cũng 2.000 mấy rồi, xong 1.000 mấy rồi lên ầm ầm á, muốn cho đứng lại mà không đứng nữa. Cái kênh nó kênh vlog mà, muốn cho nó đứng lại để nó lên cái kênh mà chia sẻ kiến thức á, mình không chịu lên, nó lên kênh bơ không mới tự lên xuống. Kênh mới của con có thấy đề xuất ok rồi, cảm ơn tất cả anh em. Mạng cũng yếu yếu nào, nói dần nói dai nó qua nó lại thì thôi, bây giờ mình cảm ơn tổng chàng mình xuống nha, cảm ơn ca đẹp ca nguyên. Gửi đơn chưa? Gửi đơn chưa? Cây đẹp cây nguyên. Quen miền Tây mai gọi cho bên Net Net mơ tức đang sốt đang sốt đất ở Bảo Lộc hay sao mà em cũng có một view lên nhẹ. Vậy là về vườn ở Bảo Lộc đúng không? Hai món định làm vài cái clip giá đất á. Đúng á, hay nè, hai món mà định làm vào cái clip là giá đất cà phê tỉnh Lâm Đồng, giá đất đồi trồng tiêu ở tỉnh Lâm Đồng và giá đất trồng cà phê ở dưới sình có hồ, giá đất không có hồ và giá đất có hồ. Mình đang ra khoảng một chục clip đó, sau khi kênh này bật kiếm tiền cuối cùng bị phá sản mất tiêu, còn nó bị trừ giờ. Vậy là định làm khoảng chừng một chục clip về giá đất đó, vườn về vườn thôi, nó sẽ ăn luôn á, mấy người mua đất mấy người làm vườn. Thí dụ cái giá ở trên đường là 1 tỷ 3, về 1 tỷ 3 em xuống anh quá hay đó anh. Hay đúng không? Đúng rồi. Một hết thì mình giải thích 1 hecta là 10.000 mét vuông, có nghĩa là 1 hecta là 10 sào, 1 sào là 1.000 mét vuông. Từ trên mặt đường đi xuống giữa cái đồi là 1 tỷ 3, từ giữa cái đồi đi xuống sình có ao là 1 tỷ 7, thì trên sình buộc phải khoan giếng ví dụ vậy. Rồi cái giá đất trống là bao nhiêu tiền, cái giá cà phê từ 7 năm đến 12 năm bao nhiêu tiền, còn cái đất cà con bao nhiêu tiền, rồi cái đất trồng tiêu, rồi xong mà ra cái clip là diện tích trồng cà phê 1 hecta đất là 10.000 mét vuông trồng được bao nhiêu cây cà phê bao nhiêu tuổi, vân vân. Nói gì đấy, nó nhiều lắm mà hai món ốp và cò này bị quét giờ nên nó bị trễ về kế hoạch. Kế hoạch theo hai món đang chuẩn bị thêm 5 cái clip hoa lan đột biến, 5 cái clip bơ không bơ tư,
và thêm 5 lít của hai cái loại bơ là bơ sáp và bơ búp. Giá bơ, ghép bơ, thu hoạch bơ, chăm sóc bơ, cuối cùng bị phá sản. Chán người không? Cảm ơn Hồng Dân qua tôi. Em xuống anh hai quá hay đó, hay em chọn, em cho ý tưởng anh hai quá. Đúng rồi, tặng luôn á, cho em về tặng luôn á. À, về vườn làm 5-7 cái clip, nhưng mà nói cái tiêu đề mô tả thẻ tác tất cả cái clip đó giống nhau, chỉ trên ảnh ảnh thumbnail là khác, là khác cái áo thôi, là giá đất của tỉnh Lâm Đồng hoặc là giá đất của Bảo Lộc, giá đất của Đức Trọng, giá đất của Lâm Hà, giá đất của Đơn Dương, giá đất của Lạc Dương, giá đất của Di Linh, đúng không? Được không? Hay à, em mới được 4.130 giờ, 4.130 giờ gửi được rồi. À, sau 3 ngày không quét là gửi được rồi. À, cho lên xíu nữa đi anh. À, sau 3 ngày nha, sau 3 ngày quét. À, về vườn chạy giờ danh sách phát bình thường hả anh? À, vẫn bình thường. Còn 15 bạn à, thôi mình xuống. À, vẫn bình thường về vườn ơi. À, bữa nào mình lên mình nghiên cứu cái chủ đề này hay á, chủ đề là giá đất. Giống như các bạn nói là giá bơ không, bơ tư đang ăn đề xuất nè. À, giá vàng không có, mà các cái loại giá hải sản nè và giá đất nó nằm để là bất động sản. Mình để cái từ khóa là giá bất động sản, bất động sản hôm nay, bất động sản ngày mai, bất động sản Bảo Lộc, bất động sản, tại vì đất là bất động sản. Nhưng mình cái từ khóa là đất trồng cà phê. À, rồi đất trồng tiêu, đất trồng dâu nuôi tầm, giá đất trồng dâu nuôi tầm, giá đất gì đó. Ok, cảm ơn Thịnh 68. Ok, cảm ơn anh chị em. Rồi, à, anh dân địa phương làm tuyệt vời đó anh. À, mình là dân địa phương mà. À, đất vùng quen, đất vùng quen ở đâu vậy? À, về vườn thì ở Bảo Lộc, đất vùng quen ở đâu? Hai tên giống giống nhau rồi thầy. Rồi ok, mình làm cái đó được mà. Mình kế hoạch của mình là mấy chục video cái đó đó, nhưng mà chưa bật kiếm tiền, chưa làm được. Để mình tham vọng của mình kiếm tiền, mình ăn đề xuất thì mình vừa được biết đến nhiều mà mình vừa được tiền luôn. Mình đang canh chứ còn bây giờ mình làm không có quảng cáo nó chán lắm. Tại cái kênh có quảng cáo, giờ kênh này không quảng cáo này nó buồn lắm, nên là bị vỡ kế hoạch. Gọi là vỡ kế hoạch, người ta kế hoạch khỏi cái vụ gì 9 tháng 10 ngày mình bị vỡ kế hoạch, cuối cùng rơi giờ cuối cùng thì có kế hoạch này luôn, mình phải đi ra tìm hết hỏi thằng. Rồi ok, tạm biệt tất cả anh chị em, 49 anh chị em trong buổi live tối nay. Hẹn gặp tối mốt 21:15, 7 giờ 10 phút tối, chủ đề về sức view và tiền. 21 xin trân trọng ạ. Rồi hẹn gặp cái đẹp tâm nguyên cơ nguyên nha. Hẹn gặp đất vùng quen vườn và tất cả Thịnh. Ok, T-Channel Hồng Dân. À, ok. Rồi còn 13 bạn. Cảm ơn bây giờ em đang hào hứng mà. Thôi sớm đi anh. Ồ, em. Dạ em đang hào hứng. À, hào hứng là chủ đề đúng không? À, đất về về vườn về lóc, cái giữ liên lạc với hai món đây rồi sẽ cũng một sớm thôi. À, sẽ có một cái chủ đề để cho về vườn làm, nếu mà về vườn có những cái clip đó. Ok, mình sẽ đưa cái tiêu đề, mình sẽ làm cái mô tả thẻ tác mẫu cho bạn làm với cái ảnh thumbnail, rồi những cái từ khóa, nhất là cái từ khóa, từ khó nghe nhớ. Nên mấy cái ông mà làm bất động sản mà ông ngồi văn phòng mà ông gõ máy tính, giá đất ở đây, giá bất động sản
khu dân cư, nhà cấp 4, giờ kỹ thuật xây nhà, vật liệu xây dựng, nó nhiều thứ lắm ha. Ok, rồi xin trân trọng tất cả anh chị em, xin kính chào, xin chào, xin bye bye.